nhanh đèn lâu rồi tuổi con hồ đấy xã hả? Dạ. Nào. Sao cái điện thoại chia sẻ đó? Xin chào cả nhà nha. Hello chị Kiều Hằng nhé. Thấy chị Kiều Hằng dùng chặt cái cây lái lên cao dùng chị xíu vô. Em không nhìn nhiều nó chạy. Kệ, không được. Em được lên cho đỡ tại biển chó kìa. Bên này qua cái chó đèn á. Rồi, nhận lại đi. Không, trưa nay chắc em không lên đồ bé. Ngày hôm qua lai đồ bé cũng còn ít nhưng mà lai đồ bé mệt lắm. Lẻ nhiều sai quá mày. Lên nha, chị nào thấy Nguyên rồi tương tác cho Nguyên này. Vô đây có sai chi không em? Nữ hay chị? Nữ có mấy mã mới nhưng mà em đang đợi. Hay là xíu nữa mình lên trừ cái màu vàng chị. Màu vàng để cho khách tách tách cái đã, còn những cái màu kia khách không đặt cặp ấy thì mình lên luôn. Nha, để xíu lên có về màu mới rồi đấy. Có màu mới về nhưng mà do là em chưa chốt lại cho khách đặt dặn đặt nhóm mới vậy mà này. Nên là em sợ giờ mà like ra thì cũng thiếu size của họ. Ờ thế like những cái màu còn lại. Rồi em lên nha. Size chị mặc là có chứ. Có màu đẹp lắm, màu nâu, màu xanh đẹp lắm. Chị. Địa chỉ à? Rồi lên chị em mình nha, chị nào vô rồi chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Chị em mình cố gắng chia sẻ để đỡ bị ẩn comment nè. Mỗi chị em mình vô xem like nhé, chấm tương tác cho em, chia sẻ nha. Để đỡ bị ẩn comment. Vàng trắng xanh nè. Trắng à. Ôi lượt chia sẻ ít thế này. Chia sẻ dùng Nguyên cái, mỗi chị vào 2-3 lượt chia sẻ về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm dùng Nguyên đi. Cho chị cái áo, một cái áo gió màu vàng đi, bán thằng đầu like dành cho những chị nào chia sẻ nhiều nhiều nhất nhé. Cho chị màu vàng đi, cho nó tươi nha. Cho một cái áo gió màu vàng, cái này giá bán tặng nha. Cảm ơn chị Trang Lâm nha. Cái này là giá bán tặng đầu like đi. Cuối like Nguyên sẽ kiểm tra luôn lượt chia sẻ, chị nào chia sẻ nhiều nhất nhé. Dành cho hai chị, ba chị đi. Dành cho ba chị nha. Chia sẻ nhiều. Một chị chia sẻ nhiều nhất và em cái này, riêng cái này em sẽ qua mini game luôn đi. Bán tặng nha, riêng cái này em bán tặng. Cái này qua mini game nha. Đó, nên là chị em mình cố gắng chia sẻ dùng Nguyên má nào không mini game. Lên cho nó vàng nhá, cho nó tươi nhá. Lên cái gì hẳn màu vàng. Cứ hẳn màu vàng cho nó tươi. Con này lên trước nha chị em mình ơi. Cái này là giá bán tặng. Em chỉ lên cho khách chia sẻ. Em sẽ quay mini game nhưng mà dành cho khách chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua những cái mã hàng này nha.
bỏ qua những cái mã này nha, cái này lên cho Nguyên trước, cái này là giá tặng nha. Lên mã này là mình đang đi máy tiền 109.000 đúng không? Chúc cho hai chị này, chúc cho hai chị nhé. Hai chị với giá lên cho con này, giá đi luôn trẻ mình con này là áo thun lon. Từ từ chị ơi, từ từ chị Hương Hằng ơi, lên cái mã này trước, bán tặng trước cho hai chị thôi. Trẻ mình kiểm tra hỏi chia sẻ hết chưa nha. Em đi luôn trẻ mình con này, hai con cho trẻ mình chọn size, nhưng mà em bán tặng màu vàng cho nó vàng nhé, bán tặng màu vàng cho nó vàng nha. Lên luôn cho trẻ mình con này, ba con đi. Lon có 6 la, lon lon ngô. Từ từ, từ từ, từ từ lên luôn dùng nguyên con này là mã tặng khoác vàng. Em chốt cho hai chị đi nha, hai chị đi, hai ba chị, ba chị đi, ba chị nhá. Giá em lên luôn trẻ mình con này, giá 69.000. Mua một cái này tiết kiệm bao nhiêu tiền? 40.000 đúng không? Đấy, không chia sẻ mất tiền lợi. Hai chị thôi. Cái này em quay nhanh nhé, hai chị. Và dành cho chị nào chia sẻ nhiều nhất nha. Cái này là kết thúc live, em sẽ kiểm tra chị nào chia sẻ nhiều nhất. Chốt lên luôn dụng mã này trước đi, 69.000 cho chị em mình không? Cái này em quay mi game nhé, lên đúng mã là thằng khoác sắc, lên mã này là mã gì ta? Thằng khoác đi. Thằng khoác đi. 69.000 nha. 69.000 em chỉ lên cho khách chia sẻ thôi. Cuối live em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ. Chị nào chia sẻ nhiều nhá. Chị nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ lên chị em con này giá 49.000. Một chị chia sẻ nhiều nhất với giá 49.000 cái. Đúng ba chị thôi, hôm nay là chị em mình lên nhanh nha, lên nhanh luôn giùm em. Kiểm tra thử bao nhiêu lượt chia sẻ. Lên mã này 69.000 luôn giùm em nhé. Đúng hai chị thôi. Cái này đúng hai chị thôi. Đó, đây là chị em mình cố gắng chia sẻ giùm em nhé. Đúng hai chị, và em kiểm tra dành cho những chị nào chia sẻ nha. Cuối live mà chị nào chia sẻ nhiều nhất con này em sẽ đi chị em 49 thằng con nha. Kết thúc live em sẽ kiểm tra luôn lượt chia sẻ luôn. Và cái mã này em quay mini game trước nè, coi tổng cộng bao nhiêu lượt chia sẻ này. Ôi chưa tới, cả mình hết 28 lượt chia sẻ rồi. Cả mình hết 28 lượt chia sẻ rồi mà tổng cộng chưa tới 100 lượt chia sẻ nha. Cố gắng chia sẻ giùm em đi. Hài đặt luôn cái này, từ từ trồng một xíu nha. Cái này em sẽ dành cho những chị nào chia sẻ nhiều hơn này. Lọc người chơi không chia sẻ trang cá nhân là bỏ qua nè. Rồi nha, trẻ mình lên luôn dụng mã này 69k. Em đi nhanh thôi nhá, em đi nhanh thôi nhá, cái này đi nhanh thôi nhá, 69.000. Rồi, từ từ, hoa tím. Được rồi mà, có rồi mà chị hoa tím. Đâu có thu tiền giao hàng của chị hoa tím, đâu có thu tiền của chị đâu đúng không? Không. Không thu tiền mà. Chưa chị, chị Kiều Hằng, chị Hằng Kiều ơi. Rồi lên con này. Em đi nhanh nha, có một ít, có ít áo polo. Em quay nhanh luôn nha. Em quay nhanh luôn cái này nhá, quay nhanh cho hai chị để còn lên mã hàng khác kiểm tra đủ 100 lượt chia sẻ chưa. Ôi xong rồi vẫn 82 lượt chia sẻ ta. Mình là người chia sẻ nhiều nhất, mới có 82 lượt chia sẻ thôi. Cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng em nha. Em đi chẹo bên con này 69.000, chúc cho hai chị em quay nhanh. Quay nhanh nha, ui xong mới có 82 thôi. Cố gắng chia sẻ cho Nguyên nhá. Mỗi chị vài lượt chia sẻ rồi ok, lên 150 lượt chia sẻ. Em quay luôn nha, quay nhanh. Còn cuối like, nó kết thúc like em sẽ kiểm tra luôn cái lượt chia sẻ luôn. Rồi em quay luôn nha. Quay luôn đi nhanh để lên vì hàng nhiều, hàng xem. Cái này nhiều hàng xem. Em quay nhanh luôn nha. Đi con này giá 69.000. Biết không được đâu Nguyên ơi à. Tùy cái này máy mà. Cái này máy quay mà. Mình đâu có quay đâu. Cho chị Anh Lê. Cho chị Anh Lê nhá. Cái đầu tiên chị Anh Lê nha. Chọn size giùm em. Chọn size giùm em nhá. Rồi tiếp. Chị nào mà chia sẻ nhiều cuối lại 49.000. Cuối like 49.000 em kiểm tra luôn lượt chia sẻ luôn nha. Rồi nha, cho Nguyên con nè, cho Nguyên con nè. Em lấy trẻ mình hàng xã luôn, tại vì là lượt chia sẻ ít quá toàn bộ những cái mã này. Ủa sao Hạ Nguyên tra rồi, Hạ Nguyên chia sẻ nhiều quá mà. Quay lại nhá, bỏ Hạ Nguyên ra nhá, do Hạ Nguyên chia sẻ nhiều quá đấy. Do Hạ Nguyên chia sẻ nhiều quá nên là trúng mini game nữa rồi. Chứ
cái gì dâu tay, thì dâu tay nữa nhá. Chị em mình những cái này thì chị Huyền ghi lại đi, chị nào inbox qua chọn màu nhá, chị nào inbox qua chọn màu nhá, inbox qua chọn màu nhá. Hạ Nguyên không được rồi, Hạ Nguyên bỏ qua rồi nhá. Cuối like chị nào chia sẻ nhiều em cũng bán tặng một con vàng với giá 49.000 nha. Em đi nhanh, đây hai chị đây đây đưa nè. Hạ Nguyên bỏ qua, Hạ Nguyên bỏ qua. Ảo thật đấy là sao? Ảo thật đấy là như thế nào? Do Hạ Nguyên chia sẻ nhiều quá. Bên này em đang qua bên bếp Phương Vy mà. Em qua bếp Phương Vy mà. Em qua Phương qua à, hỉ. Hạ Nguyên đâu có like đâu mà phải. Like mỗi Phương Vy chứ đâu có like, đâu có like trên bếp Hạ, trên trang cá nhân được đâu. Làm chi quay trang cá nhân được. Chị em mình hồi ấy inbox qua cho em nhé. Rồi kết thúc like em kiểm tra luôn. Chị nào chia sẻ nhiều nhất 49.000, 49.000 dành cho chị nào chia sẻ nhiều nhất nhé. Rồi lên luôn dùng em cái này. Có chị Trang Thu này mới chốt sao khách mới rồi Huyền. Dạ. Thế dạ. Thế chị đi công tác đột xuất rồi. Trang Thu Vũ Thị Mai này Trang Huyền. Vũ Thị Mai rồi không được. Võ Thị Mai rồi. Sinh Thảo à, Sinh Thảo này khách mới à. Bạn Nguyệt à. Bình bình bông đại nữa nè. Rồi em lên nha. Lên nha, cái đầu tiên. Cái đầu tiên size 60 đổ về. Này, hàng sale đây nè. Size 57 đổ về, cái này nam nữ gì mang cũng được hết. Nam nữ gì mang cũng ok, con này quá đẹp luôn. Tặng 49.000. 49.000, cái này là phong nữ. Cái này chốt cho nữ đi, 57 đổ về cho nữ là ok. Cho nguyên mã tặng nữ 49.000 nhé. Cái này phong nữ nha chị em mình ơi. 49.000 luôn. Con này hàng em đang sale 79.000. Em đi dạy mình con này 49.000, lên mã 49k luôn nhựa được nha. 49.000. Cái này đang có hàng này chị, đang có hàng thôi. Đang có hàng thôi. À bóc cho chị nhớ, bóc cho chị Tây mũi nhận hàng bé rồi, đẹp lắm luôn. Cảm ơn chị Văn Hoàng nhé. À thế. Tây khách sĩ. Khách sĩ. 40.000 cô gái luôn. Trong cô gái 40.000 luôn. Cho chị Tây mỗi màu 5 cái nha. Đây mỗi màu 10 cái đó, cái quần đó. Cái quần đó đó. Cô gái 40.000. Comment mã cô gái 40 luôn vô ok. Mỗi màu 5 cái. Mỗi màu 5 cái có màu này. Chốt cho chị Titi. Rồi cái này size 18 20.000 luôn. 20.000 luôn. Comment mã bé size 18 20. 20.000 nha chị em mình ơi. Lên mã bé size 18 20.000. Rồi tiếp luôn dùng nguyên này. Nhớ bóc bóc cái gì nữa ta? Bóc cái gì ta? Bóc cái gì ta? Bóc cái áo, áo nắng xịn vô. Áo nắng xịn vô, trưa nay cái này cũng đẹp nè. Cái này cũng đẹp nè. Bé 20.000 nhá, chốt cho khách chia sẻ nha. Cô gái chốt cho chị Tây Tây. Rồi cho nguyên con này 39.000 luôn. 39.000 con hàng luôn. Ôi con này đẹp lắm. Con này đẹp lắm, chắc đã nè. Chị em mình kéo nhìn chắc luôn dùng nguyên này. 39.000, lên mã sọc 39 luôn dùng được. Sọc 39 luôn dùng là ok nhá. Chị nào lấy sọc 39 lên sọc 39k nhá. 620k là gì ta? 620k là chị đây. Chị Tây Tây nè. Chị Tây Tây nè. Chị Trần Hoàng Sơn. Bé gì Trần Hoàng Sơn. Cô gái hết. Trưa nay nhiều áo phong đẹp. Thế. Hai màu hả bác chị, mỗi màu 5 cái đi. Hai màu bác, mỗi màu 5 cái bác 10 cái. Áo nam, con này 39.000. Áo nam hàng này là hàng Quảng Châu. Con này chắc đẹp lắm chị em mình nè. Con chắc đẹp lắm luôn. Size 57 cái này tình ngô con cái rồi. Tình ngô con cái rồi. Thế. Áo tình ngô đây, tình ngô cũng có cái, con này mang đẹp lắm. Có quên. Con này của nam mà. Cho nguyên con này nhá, áo nam 55.000 con này luôn. Áo khoác còn chứ chị, 55.000 con này. Trong mã áo nam con này đẹp lắm luôn ý. Mang quần sọt. Trong mã áo nam 55.000 áo nam. Chốt mã áo nam. Có em lên quần riêng đùi chứ, trưa nay có lên chứ. Áo nam 59.000. Chị nào lấy nam 59 chốt lên luôn. 55.000. Con này mới đi ngày hôm qua. Hôm kia 79.000 đây chị em thấy không. Mới đi 79.000 chứ đâu.
đâu xa đâu, cho nguyên con này 50.000 luôn. Ai nhanh có, ai nhanh có 50.000 con kiểu hàng bơm hàng xả nhé, mới vừa mua xong. 55 chị Thu Hà cho nguyên con này áo kiểu 50, 50.000 luôn, áo kiểu 50 rồi lên sung. Sung này sẽ ép cho ai à? Cho chị Mọc Nguyên ấy, chị comment đọc Mọc Nguyên anh Trang cá nhân ấy, ghi lại cho chị Mọc Nguyên kiểu 50 nhá, chốt mã kiểu 50, comment mã kiểu 50 kiểu 50. Kiểm tra chị Phương Nguyễn chia sẻ không, không chị Mọc Nguyên. Mọc Nguyên quần tomboy này, quần tomboy nha, size L, size trẻ mà 57 độ về 69.000, hàng nguyên đăng đang đi 89.000. quần tomboy nha, quần tomboy nhé, kiểu 50. Kiểm tra chị Nguyễn Phương có chia sẻ không, không phải Nguyễn Phương, Phương Nguyễn. Rồi cho nguyên con này nhé, màu size luôn, màu size luôn, size luôn, cho nguyên con này quần tomboy nhé, kiểu em hết rồi chị ơi. Áo khoác mã nào ấy chị Hà Tài ơi, chị đang hỏi mã nào. Quần size L lên cho khách chia sẻ. Chị em cho chị mượn một cái điện thoại để kiểm tra lượt chia sẻ đi. Chị Văn Anh Phạm không chia sẻ. Con này đi 69.000. Chị chốt cho khách chia sẻ thôi. Cái này chị chốt cho khách chia sẻ thôi. Chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhé. Quần quần 69.000, chị nào lấy quần 69 chốt lên luôn dùng là ok. Áo khoác, nhưng mà áo khoác nắng hay áo khoác gió, trời ơi nhà em có cả nắng cả gió luôn. Rồi con này luôn, hết hàng rồi. Áo khoác gió hai lớp còn chị ơi. Quần cho chị Lương Hạnh. Quần cho chị Lương Hạnh 69.000. 69.000. Rồi con này em đi luôn, chị em 40.000 luôn, 49.000 luôn. À quên lộn, 40.000 luôn. Tổ ong size này chị em đi 60. Tổ ong 40.000 con này luôn, trong mã tổ ong. Còn á chị ơi, chị Hà Tài em còn hàng đấy. Còn chứ. Rồi cho nguyên mã này 40.000 luôn, chốt mã 40 luôn dùng là ok. Comment mã 40 luôn dùng là được. Cho quần riêng trước, áo phong sau, áo vô đi sau, áo gió, ui áo khoác nữa. Các thể loại. Áo khoác chị có thể vô trang cá nhân cho nó dễ chị ơi. Vô trang cá nhân cho nó dễ. Nè, em nói là siêu đẹp luôn. Cái này là về đóng đi nhiều lắm. Riêng cái riêng này về đóng đi, thằng này riêng xịn. Quần cho chị Ngô Hường chia sẻ rồi em. Dạ chốt xong đơn là đi đơn hết rồi đấy chị ơi. Em bắt chậm à? Em out đây vô lại thử. Trời ơi, cho nguyên mã này. Đẹp lắm, riêng cái này mà chị em mình không xem cái like này không chốt hết rồi đấy chị em mình. Hết hàng rồi đấy. Em tấm luôn rồi đấy. Còn bao nhiêu em lên nó cho chị em mình luôn này. Xịn sò nó giống y cái con quần riêng hàng hãng ấy. Riêng hàng hãng ấy nè. Y như thế luôn. Chắc nó dài, nó mềm, nó đẹp. Giãn nhiều nhá. Trong mã số 1, đài size chị em đến 60. Đài size đến 60 nha. 700 mấy nghìn, 795 nghìn. Nó hàng, nó hàng hãng nè, có cái giấy chứng nhận nè, cái bill nó có giấy chứng nhận nè, cái bì nó có giấy chứng nhận kìa, giấy kiểm nghiệm đây dưới cái này nè đó. Cho lên cái nước nè, rồi cầm cái áo đã, lên mã số 1 luôn dùng nguyên, kèm số ký kèm size cho em nhé. Em đi trẻ mà là 89k con, cầm em mã số 1 nha, đài size. Cái quần này mà chị mình không mua phí, trẻ mình cứ lên trong nguyên số ký. Cái này có 2-3 mã thôi, nên là trẻ mình tranh thủ lên nhé. Trong mã số 1 kèm luôn dụng size S trẻ mình 52, bởi vì tiền ri đây. Mã số 1 một ri, kèm số ký luôn dùng nguyên đế 60 là trẻ mình cho ok nha. 60 đổ về là ok. Size 55 với size M cho chị Quỳnh Như Trần. Size M chị Quỳnh Như Trần. Còn bên mã số 1 nhận hàng con này về mà chắc 6 đừng mua hàng nữa luôn ý. Nha chị nào lấy cái này em không like quần tay chị ơi. Quần tay là giờ chỉ like sen thôi. Chỉ like sen thôi. Vì giờ nó còn lẻ tẻ sai. Ai lấy mã số 1 lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. Kèm số ký luôn dùng nguyên. Kèm số ký 3 size nhé. Size S, size M, size L chị em mình lấy 60 ký là ok. Cho lên mã 2. Tương tác đi chị em mình ơi. Những cái mã này chị em mình không mua phí lắm. Cho lên mã 2. Comment mã 2 màu xanh. Thứ có 1 cái thôi. À quên lộn. À, mỗi thứ có được vài ri thôi. Cho mình lên mã số 2 dùng nguyên là ok. Trời ơi. Trời ơi. Ui. 170 chị đang xem lái. Đâu hết rồi, không thấy tương tác. Mạng mẻo có vấn đề gì không? Sao đứng đơ thế này? Trời ơi, cái này không ấy là em bỏ qua like sau nha. Không là tiếc hàng lắm.
Hàng xịn sò này mà đi sang trẻ mà được giá 89.000 hơi khó. Taxi mở chị Ngọc Diệp. Trong mã số 2 màu xanh nha. Comment mã 2 màu xanh luôn dùng nguyên. Số 2 kèm luôn dùng nguyên, cái số ký luôn dùng nguyên ok. Thì nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Mã 2 CM cho chị Từ Hương. Chị Từ Hương. Em dơ cái này mà không rõ nơi chịu luôn, không biết dơ kiểu gì cho rõ. Chắc là vì ôm màn hình ấy, thiệt luôn ấy. CM chị Na Trần. CM chị Na Trần lên mã số 2 cho Nguyên nhé, kèm luôn dùng nguyên. Chị mình không biết cái size gì chị em cho Nguyên cái số ký là ok nha, comment này. Cái CM cho chị Đắk Lắk Hà. Tay L chị Thúy Nga, Nga Đồ. Áo quay lộ thích trên đàn. Đâu? Xây L cho chị Thúy trên đàn. Hai cái xây L cho chị Thúy Nga Đồ. Hai cái xây L chị Thúy Nga Đồ. Xây M cho chị Võ Tú Trinh. Em đi 89k con. Võ Tú Trinh. Xây L cho chị Phan Hồng Liên. Xây L cho chị Phan Hồng Liên. 57kg 62 là sao Phương Thảo Ngô? 57-62 xanh là sao? Xây S hồi nãy màu đen ấy, mã số 1 kì Trang Lê. Trang Lê. Mã số 2 xây L cho chị Ông Thị Hằng Nga. Còn xây L không? Xây L cho chị Ni Hoàng. Ni Hoàng. Xây M cho Thu Trang Ngô. Xây L cho chị Kim Khánh Lê. Xây L chị Đỗ Minh. Bỏ lại một cái xây L của chị Thúy Nga Đòn bị lộn một cái thôi đấy. Kim Khánh Lê. Rồi nhá, còn xây M với xây còn xây M, xây M cho chị Trang Phạm. M cho chị Trang Phạm. Xây M Tú Trinh Đặng có chưa? Từ từ chị Đông Hà ơi, em mới vừa lên cái này xong thì bảo kêu lên cái kia. Từ từ em lên từng mã chứ. Xây M cho chị Tuyết Phạm. Tú Trinh Đặng lấy xây M đi. Hết rồi. Xây M hết, xây M luôn à. Xây S chị Thúy Dương, à Thúy Đặng không giấu. Thúy Đặng không giấu. Còn mỗi xe S, xe 52 đổ về thôi. Ủa, hoa hương lan bên này không thấy ta. Còn mỗi xe S thôi. Còn mỗi xe S nhé, chị nào lấy xe S cho xe S cho Nguyên nhé. Lấy xe S cũng được chị ơi. Em 52 cái mang này xe S vô tư luôn. Kem sô-cô-la đâu có thấy hay là bị ảnh comment nữa. Không thấy nha. Bao đẹp luôn, còn mỗi xe S thôi. Mã này còn mỗi xe S thôi. Chị nào lấy cái nào lên mã số. Số 2 xe S nha, xe 52 đổ về chị em chốt ok. Số 2 còn mỗi xe S thôi. Ừ, chưa có hơn Lan ơi. Rồi trong lên mã khác đi em. Cho lên mã khác đi em. Mã này có 2 cái à? Trong lên mã 3. Đẹp chưa, túi chéo. Mã 3 túi chéo bị ẩn comment chị. Đài size đấy 60. Nha, cái này chị in ra em bóc ra cho nó nhanh dùng. Nha, trong nguyên cái này. Mã 2, mã 2 cho chị Xuân Thu cái xe S là được rồi. Nó giả. Xe S vừa cho chị Xuân Thu cái. Rồi nha, lên luôn này. Comment mã 3 đẹp lắm luôn ấy. Em nó đẹp lắm luôn. Hàng này là ngang hàng hãng ấy. Nó dài, nó giãn nhiều. Nhá, cho lên mã này là mã số 3 luôn dùng là được, kèm luôn dùng nguyên cái size. 3 size SML. Cho chị em đến 60 kg nhá. Size M, size S chị em tầm khoảng 52, size M chị em mình 55. Xay L chị em mình 57, chị nào gọn lên 60 vì hàng này cũng giảm, hàng giảm hết. Trong mã này là mã số 3. Mã 3 kèm size luôn dùng nhá. Xay M cho chị Từ Hương. Có thấy chị ơi, xay M cho chị Thị Hương Hồ. Xay M cho chị Tú Trinh Đặng. Cái ba cái xay M mất tiêu rồi. Trong lên mã số 3 nhá. Chị Tiếp Phạm có rồi đó chị ơi. Yên không ra view à? Có không, có không, có không. Mã số 3 size 60, lấy xay L cho chị Hà Phan Hà. Xay M cho chị Phương Nguyễn. Xay L cho chị Miu Liêu Siêu. Rồi nhá, chị nào lấy mã 3 lên mã 3 luôn dùng là ok, đài sai. Và xay S cho chị Trần Hoàng Sơn. Mã 2 á. Mã 2 hồi nãy 2 cái xay S cho chị Hà Hồng Nguyễn. Hà Hồng Nguyễn. Mã 2, mã 3 xay L cho chị Kỷ Nguyên. 3 xay L cho chị Kỷ Nguyên. Mã 3 xay M cho chị Thanh Thanh này.
Rồi ok nhé, chị nào lấy mã 3 lên mã 3 luôn nhuận là được nhé. Em đi luôn chị, em mình là 89.000 con. Chị mình nhớ luôn dùng nguyên cái này nha, hàng riêng hãng, nó vải nó đã lắm. Chị em mình hay mua, em nói nè. Cái mỗi khi mà đi làm mà có tiền ấy, là đi mua cái con quần riêng hai da ấy. Quần riêng dài hai da hồi xưa đi làm thì lương thì ít mà con quần riêng là 300 mấy nghìn, 350 nghìn. Đây là vải này đấy, dặn vải riêng hai da. Chị em mình đã mua quần riêng hai da chưa? Vải y như thế luôn, riêng hai da ấy đó, 89.000 một con. Rồi quần dài của hắn là 350.000 con đấy, dài mà giảm nhiều. Chị nào lấy mã số 3 nữa, lên mã số 3 cho Nguyên nhé. Xe mời còn không em? Xe mời chị Lê Quyên, xe lợi chị Dung Đinh, xe lợi chị Kỷ Nguyên luôn. Rồi ok, chị nào lấy mã 3, chốt mã 3 luôn dùng Nguyên nhé. 89.000 con, 89.000 một con nha chị em mình ơi. Chốt nhanh tay mã số 3 đi, nó đẹp lắm luôn ấy. Quần là lưng siêu cao. Lấy hả? Lấy cái xe mời cho Hoa Hương Lan luôn em, mã số 3. Lên mã số 3 kèm size luôn dùng Nguyên nhé. Đến 60kg là ok. Nguyên nói là chị nào hay mua cái quần riêng hai da là biết chắc. Hàng 300 mấy nghìn một con quần á. Đó là chắc của con này đây. Ý hàng hả? Xây lờ cho chị Trần Thu Hồi. Xây lờ cho chị Trần Thu Hồi. Rồi ok, chị nào lấy mã 3 nữa, lên mã 3 luôn nữa được nhé. Chị Châu Trương. Rep cái tin của chị Châu Trương ấy. Chứ rảnh thì không biết khi nào rảnh chị ơi. Xây mờ cho chị Trần Thị Thu Thanh có không? Xây lờ còn không? Xây lờ chị Kim Thu Nguyễn. Chị Kim Thu Nguyễn ơi, lên thông tin cho em với CL còn nữa không? Còn cái gì Văn Thanh? CL hết rồi. Còn size gì? Còn mỗi size S thôi. 52 đổ về thôi chị em mà nó hết size. Còn mỗi size S. Gọn thì lên em chốt đến thông thả đến 60 nhé. Em chốt thông thả đến 60. Rồi nha, chị nào lấy cái này nữa lên cho em nhé. Kèm luôn dùng em cái số cái còn mỗi size S thôi. Size 52 đổ về là chị em mình lên đẹp nha. Lên mã số 3 kèm size S. Còn mỗi size S thôi. Chị Kim Thu Nguyễn ơi, lên địa chỉ luôn trên like dùm em nha. Hết size L. Hết size L luôn. Còn mỗi size S thôi. Chị nào lấy size S lên size S luôn dùng em là ok nhá. Rồi cho chị lên mã này. Mã này đúng không? Rồi lên mã 4. Comment mã 4 kèm size. Còn mã đẹp. Ôi cái mã này sao không giống cái mã 1 hồi nãy ta. Lên cho em mã này là mã số 4. Hết chứng y nhau em. Lên mã này mã 4 cho Nguyên nhé. Comment mã 4. Chị nào lấy mã 4 chốt mã 4. À một cái đậm hơn, cái nhạt hơn thôi. Chỉ đậm hoặc nhạt hơn thôi. 55 đổ về là mang được chị An Nhiên ơi. Xây lời em hết rồi nhá. Quần em đi 89.000 con. Cái này chị An phát đi. Toàn là riêng xịn không á. 89.000 con riêng đùi. Hàng mà hàng thường là em đi luôn cho chị em mình là rơi vào là 59.000 có. 69.000 có. Còn cái hàng này chị em mình đi mua trăm mấy một cái nè. Trong mã số 4 kèm size luôn dùng nguyên nhé. 3 size SML. S chị em mình 52, M chị em mình 55. Và size L chị em mình 57. Chị nào gọn người lên 60kg. Hàng này toàn bộ cái ring này là ring giãn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy mã số 4 kèm size. Lấy size L chị Bích Hà. Trong mã số 4 nhé. Comment mã 4 còn có mã này thôi à. Nha, chị nào lấy mã 4, chốt mã 4 kèm size luôn dùng nguyên. 4 kèm size, 3 size. Rồi nha, lên mã 4 cho em. Chị nào lấy mã 4, chốt mã 4 luôn dùng nguyên nhá. Em đi chị em mình 89.000 con. Để lên áo cho chị em mình mix cả lên trưa này chị em mình phải mua áo chống nắng. Phải mua con áo chống nắng, nó xịn lắm. Em nói nó đã thôi. Ôi đi chị Trần Thị Thu Thanh hồi nãy bỏ qua CS. Đổi qua chị Trần Thị Thu Thanh đừng có CS. Mã số 3 ấy em. Mã số 3 ấy. Trần Thị Thu Thanh CS. Size S xíu nữa bỏ cái con size M ra rồi. Rồi nha trong này. Dạ đúng rồi, mua hàng lên cả địa chỉ có số điện thoại luôn trên like dùm em với. Nha, rồi lên luôn này. Mã 4 luôn dùng nguyên nhá. Ok chị. Chị ơi em không đổi cái gì hết nha. Giờ mà đổi qua mã 3 mã đồ chịu luôn. Có size S chị ơi. Em qua rồi giờ đổi mã 3 mã đồ là em chịu luôn ấy. Không là bỏ đơn ra nhá. Nè chốt này, size L chị Bích Hà nè. Size L chị Bích Hà nè. Size S chị Châu Trương nè. Size L cho chị Văn Hana nè. Size L cho chị Đăng Khoa. Em không đổi cái gì được hết chị ơi. Trên live giờ không đổi cái gì được hết á. Rồi nha, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng mã số 4. Comment mã 4 áo nam chị, cái nó áo nam. Áo nam, con nó hàng mấy trăm nghìn đó. Tàu khô mấy trăm nghìn. Rồi trong nguyên mã số 4 luôn dùng em kèm size. Mã 4 kèm size luôn dùng nguyên nha. Em đi luôn trẻ mình con này, giá đi luôn trẻ có mấy mã thôi. Được vài mã thôi, cho mã nữa đem.
Đây là chị nào chưa có nhanh tay nha. Cho một mã nữa đi Dung. Cái này thì thứ có 1 ri à? Mấy cái mã này thứ có 1 ri thôi nè. Ừ. Mã này, mấy cái mã này mỗi thứ có 1 ri duy nhất thôi. Nên là chị em mình nhanh tay cho Nguyên nha. Lấy CL luôn cho chị ông thì hàng Nga mà 4 CL có đúng không? Áo nam có, giờ có áo polo. Polo có ít thôi. Trời ơi. Có 1 ri duy nhất thôi. Áo nắng từ từ chạy em xíu nha, lên mã 5. Kèm size 1 ri duy nhất, cái này chị nào nhanh có nè. Không có size S đâu chị, size M là nhỏ nhất, áo chống nắng là size M nhỏ nhất. ML, XL, 2XL. Có 1 ri thôi, ri này cho chị TT luôn. Ok, 1 ri này cho chị TT. Ri này cho chị TT. Rồi lên mã 6. Cái này, những thứ này là thứ còn có 1 ri thôi. Trong mã này là mã 6 lên luôn dùng Nguyên nhé. Em đi luôn chị em mình là 89k con. Cho mã số 6, hết mã 5 rồi nha. Lên mã 6 luôn cho em. Cái này riêng cái này thì thứ có 1 ri thôi nè. À cái này nó giống cái mã mấy cái mã này nó tương tự giống mã 4 rồi. Cái này giống mã số 4 ấy. Cái này màu thực sự là nó chỉ đậm hoặc nhạt hơn một xíu thôi. Còn kiểu như nhau. Trong mã này là mã 4 cho Nguyên nhé. Là mã 4 ấy chị em mình nhé. Mã 4 em còn. Mã 4 em còn. Chị nào lấy mã 4, chứ mã 4 chị em mình xem like tương tác lên giùm em phát nha. Mỗi chị em mình đang xem like tương tác chia sẻ mạnh tay luôn dùng em phát cho nó có tương tác xíu cả chị em mình lên. Thấy view cũng có view mà sao cứ đứng đơ ấy. Để ấy nhiều khách nhà mình có mấy khách chỉ vô đầu like chốt hàng sale luôn, thiệt sự luôn. Em để ấy rất là nhiều chị, thì là sao những cái mã hàng sale thì em sẽ ưu tiên chốt cho khách tương tác nhiệt tình thôi. Chị nhiều chị vô chỉ sang hàng bom hàng đồ, hàng đầu like, hàng đầu la, hàng bom, hàng đồ xong ao ra mắt. Mỗi lần mà thấy comment ấy sale bom, hàng đồ mới thấy comment thôi. Còn mình không có thấy. Đấy, chị nào lấy cái này. Comment mã này là mã đen cho Nguyên nhé. Nút đen cho Nguyên. Trong mã nút đen luôn nhỏ được nhé. Còn đường ri này thôi. Nút đen 1 ri, em đi luôn trẻ mình 89.000. Chị nào lấy nút đen 89 đây luôn dùng nhé. Có 1 ri duy nhất, đi 89k nút đen. Cho em lấy mã khoác nắng trước. Mã khoác nắng trước, em nói là riêng cái này mà trẻ mình không sang tiếc. Không sang tiếc. Này cho em cái mà cái áo này, nó xịn sò giả mang luôn. Này. Cầm cái con áo nè. Nguyên nói cái này phải nặng 1,5 kg á. Cái con áo này phải nặng 1,5 kg á. Này. Tay mờ cho chị Yến Hoàng mã 6 là mạnh. Mã 6 là mã nút rồi ta. Mã nút đúng không? Cho chị Yến Hoàng. Kèm size cho em nhé. Size L cho chị Pha Hồng Liên. Rồi còn cái size S nữa là hết. Còn cái size S này là hết hàng, hết mã rồi đấy. Hết mã rồi đấy chị em mình nhá. Nè. Cầm cái con áo đủ sang chị. Màu này đủ sang. M L XL 2X luôn. 2XL không có màu này. Màu này không có 2X à. Chút đấy 62 kg thì chị em mình nữa. Nhìn nè. Nhìn con áo này. Giá của nó là 795.000 một cái. Hàng này là hàng hãng cho Nguyên nha. 795 mà em nói là từ đảo giờ chưa hồi nào mà mua được có con. Con hàng mà chắc nó đã như thế này hết. Thực sự luôn ý. Để mà đi vô shop mà mua con áo 700 mấy nghìn chắc em không mua. Em tiếc tiền không có mua. Một con áo chống nắng mà 700 mấy nghìn, em tiếc tiền không mua thiệt. Cái này là chống tia UV, cái này đầy đủ giá kiểm nghiệm hết này chị em mình. Mua. Em nói trước gì? À quên lộn. Nè. 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 Nó xịn sò cỡ này luôn. Đây đầy đủ phiếu kiểm nghiệm đồ hết á. Trời ơi, nó đã lắm chị em mà nói. Em nói mua con này đi. Đài sai. Màu xanh đen trước nhé. Đài sai cho em cái size M à. Size này xì. Nè em sẽ mang thử cho chị em mình. Một cái chị em mình xem. Cầm mà con áo nó nặng trịch luôn. Nó đã lắm. M, L, XL và 2. À không có 2. Cái này chốt lấy 60 đi. Ok nhá. Màu này không có 2X. Nè. Nè. Cho Nguyên cái này nhá. M, L, XL. 3 size chị em mình lấy 60, mở chị em mình 52. M là 52 đổ về, size L chị em mình tầm 55. Size XL cho chị em mình tầm khoảng dưới 60 là chị em chốt đẹp. Ok chị Thu Hiền. Đây đứng đây chị em mình dùng cái phone. Con này phải đứng lên thiệt là cao mới thấy được thôi. Thế. Không có thấy cái chân bà ơi, lùn không thấy được cái chân. Không thấy được cái khúc dưới. Thấy được cái độ dài của nó đây chị em mình nhìn nè. Nó cao cấp lắm luôn ý. Nè. Đó chị em mình nhìn.
Nhìn nè, nó dài ngoằng như thế này luôn nè. Được chưa? Đài size MLXL này chị em mình nhìn mai này. Đẹp lắm. Như chị em mình mang một cái váy. Đẹp cực kỳ luôn. Đài size 3 size SML. Áo quay lộn MLXL. Em đeo chị em con này 129.000. Thấy 129.000 không? Chị ơi em lên từng màu, chị ưng cái màu nào chị chốt thôi. Giờ em không lên hết một lượt viên. Có cái có size này, có cái lên size kia. Hàng là sang được, hàng xịn. Chứ còn mà bình thường đâu có đủ ri đâu mà giờ phải lên hết màu được. Đâu có đủ ri. Hàng này là hàng cao cấp. Chị ti tiền ri. Hàng 700 mấy nghìn một con mà chị em mình ơi. Hàng này 700 mấy nghìn một con. Lấy cái size M cho chị Lưu Bảo La. À size L chị Lưu Bảo La. Size L chị Lưu Bảo La 129.000 chị em mình ơi. Em nói là hồi nào giờ đi bán hàng giờ chưa bao giờ mà cầm được con áo chắc xịn như thế này. Em thiệt luôn á. Size L cho chị Quỳnh Như Trần. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã đi mua 129.000. Hàng 700 mấy chục nghìn. Đó, hàng này là hàng chống tia UV hết rồi. Đầy đủ phiếu kiểm nghiệm hết. 129.000 một con. Cái này chị em có thể sợ. Nha, 3 size S, quên lộn MLXL. M cho chị em mình tầm 52 đổ về, L chị em mình 55. XL chị em mình dưới 60, L chị em cho ok. Em đi 129.000, trưa nay tương tác kém quá. Kém quá luôn. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Okay. Cho chị Gia Hăng oxy M. Có cái size M thôi à? Hết rồi đó, 3 cái size M. Hết size M rồi nhá. Thì em á. Cái này em mang size M, em 52kg em đang mang size M. Hết size M luôn. Còn L và XL thôi. L cho chị em mình dưới 55, XL chị em mình dưới 60 thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã xanh pha. Màu này là màu dễ mang nhá. Nè, cầm cái con áo nó đã. Nội cái này tiền vận chuyển đang hết rồi. Size M chốt cho chị Gia Hân Ngô. Rồi cho em lên màu ghi à. Màu ghi có size gì đó? L, XL, 2X. Màu ghi chỉ có L, XL và 2X cho chị em đến 62kg. Size L cho chị Văn Anh Phạm. Văn Anh Phạm nè. Xịn sò cả này luôn chị em mình. Rồi lên ghi luôn dùng nguyên á. Comment mãi ghi luôn dùng nguyên. Màu ghi nhá, L, XL và 2X cho chị em đến 62. Chị nào gọn lên 65. Size L chị Lê Quyên. Xanh chị Lê Quyên. Này chị em mình nhìn ở trong của nó nè. Nhìn nè, cầm con áo nó nặng chịch trên luôn, phải là ký rưỡi á. Trong nguyên con này nhé, màu ghi nha chị em mình ơi. Đài sai áo quên lộn L, L 55 đổ về, XL chị em mình dưới 60 và 2X chị em mình 62 nhá. Ghi 2X cho chị Thu Hà. Cái này mang size này to kệ okay nhá, nó xịn lắm. Riêng cái túi nó bỏ được cả cái iPad, riêng cái con túi không bỏ được cả cái iPad luôn ấy. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên cho em comment mã này là mã ghi kèm sai. Rồi lên luôn dùng nguyên ghi nhá, kèm size 3 size. Em mang một màu này nữa thôi. Ghi kèm size luôn dùng nguyên nhá, 3 size size M, size L, size XL và size 2X. Nó cao cấp như thế này mà chị em không chốt em tiếp. Size L, size L thì Trần Thị Thùy Trang. Trần Thị Thùy Trang. Rồi nhá, cho con ghi. Màu ghi đấy. Ghi 3 size nó đã lắm. Cầm cái con áo nó nặng hàng cân này. Đấy, đài size nhá, 3 size L, XL và 2X cho chị em lấy 62 139.000 cái. Áo lộn sorry 129.000 cái. Rồi màu ghi nhé, chị nào lấy ghi cho em nốt màu nữa. Cho em nốt một màu cuối cùng là một sơn Việt. Hết. Nha, hết màu. Có sang được có đúng 3 màu này thôi chứ mấy. Size M à. Cái này đề ri. Lên màu xanh, mã xanh Việt cho nguyên nhá. Màu cuối cùng hết màu. Màu xanh Việt nữa là hết màu. Nha, chị nào lấy cái này lên. Màu gì? Long cong. Lung cung à. Màu lung cung à. Rồi nha, cho nguyên màu này, màu xanh Việt. Xanh cổ Việt nha. Xịn cao cấp 790 mấy nghìn. Giờ sang với giá 139.000. Chị nào lấy cái này lên xanh cho nguyên nhá, kèm sai. Tương tác mặn kém là nó 2 phút trời không thấy khách comment luôn á. Trời ơi. Trong khi dòng cao cấp như thế này. Cho chị Nguyễn Long Anh. Rồi nhá, lên xanh Việt cho em đi. Hết màu rồi đấy chị ạ, mình không còn màu nữa đâu. Nè, chị nào lấy cái này. Không có cụ bé đâu chị ạ. Một ri chị TT. Một lê ri gì ti ti. Xây lợi chị Đào Bích. Lợi chị Đào Bích. Hết màu rồi đó chị em mình nhé. Lợi chị Đào Bích. Xây mờ chị Hạnh Trần. Xây lờ cho chị Sarah Trần. Xây mờ chị Thúy Dương. Hết xây to rồi chị em mình ơi. Còn xây SM, à xây mờ xây lờ thôi. Mờ cho chị Văn Trần. Còn gì? Còn sao chi đó? Còn một mơ, một lô.
một cái size M, một cái size L. Còn cái M, cái L thôi chị em mà nói, hết size rồi. Xanh đen size XL chị Kim Chi Nguyễn. Size L chị Đăng Khoa. Việc hết rồi đó chị em mà nói. Size M chị Thúy đã. Còn size M nữa không? Size M nữa em không? Cho chị Nguyễn Thanh Văn. Không có size S đó chị ơi, còn size gì đó chị? Thấy? Đăng Khoa à? Size L xanh. Hết luôn nhá, hết tất cả các size luôn. Hết tất cả các size, hết size nhá chị em mà nói. Hết nha, riêng xanh Việt hết tất cả các size. Em nhầm chút rồi. Xanh Việt hết rồi, hiện tại chỉ còn mỗi màu ghi và màu xanh đen nữa thôi. Màu ghi và màu xanh đen, rồi cho áo cũng đang mang luôn. Tàu khô nhá. Còn mỗi màu ghi và màu xanh đen nữa là hết. Nha. Là hết áo, rồi cho áo cũng đang mang. Cho em lấy bên cọc đấy, hạ nào. Đẹp lắm luôn, cái này dòng khô tàu nha chị em mình. Chắc con này là chắc có tông tàu khô. Phông lửng. Chị ơi hết, không còn cái nào size màu xanh của Việt, không còn size gì hết á. Hiện tại chỉ còn muốn xanh đen. Không có săn được nhiều chị em mình. Thực sự không có săn được nhiều, săn được ít ít thôi. Em không lên bộ bé trai chị ơi. Xanh đen xây mờ hết rồi đúng không? Hết. Xanh đen xây mờ hết rồi đúng không? Hết. Toàn bộ hết xây mờ. Xanh đen là còn L và XL. Màu ghi cũng như thế luôn. Màu ghi cũng còn L và XL. Hai. À ghi có thêm 2X. Không, cái nó tối đi chị, để tối cái nó lên. Cái này này để xíu lên luôn nè. Cái này nè. Cái này cho em xíu lên luôn. Rồi cho nguyên con này nha. Phát nhanh nha chị em mình ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Toàn bộ là phom lửng như nguyên đang mang. Size này chị em mà 55 độ về chị em chốt đẹp. Phom lửng như nguyên đang mang nhé, 55 độ về. Em đưa chị em con này 49.000. 49.000 nhá. Tương tác lên cho em nhé, chia sẻ mạnh tay giùm em nha chị em mọi người. 49k con này. Thứ con hai con thôi, không có nhiều nha chị em mọi người. Em moi hết nè. 49.000 con chắc có tông tàu khô. Hàng chị em mình đi mua hàng hot girl bán gì em mình á thì là rơi vào đầu táp. Xanh size L cũng được cho chị Thảo Nguyễn. Xanh thang size L chị Thảo Nguyễn. Nguyên nói riêng cái con áo này nên xăng. Em nói là từ khi em bán hàng áo khó giờ, lần đầu tiên em xăng được cái áo xịn như thế này. Chị Tú Trinh Đặng, Tú Trinh Đặng, Tú Trinh Đặng rồi xanh này. Lần đầu tiên em xăng được con áo nó xịn sò như thế đấy, nên là chị em mình không mua phí lắm. Rồi lên xanh, rồi xanh ngọc dùng Nguyên này. Xanh đậm này, màu hồng này, màu đen, đâu có thêm cam chị. Hết rồi, cái này có mấy con thôi. Mấy con thôi, nhìn chọn màu cho em nè. Màu xanh ngọc nè. Cho chị Nguyễn Văn, cái xanh thang CL đi chị. Cái áo xanh thang CL chị Nguyễn Văn. Trả cái này cho Huyền nè. Chị Châu Trương chọn màu đi chị ơi. Chọn màu cho em đi nhá. Đen gì Tú Trinh Đặng. Chọn màu giùm em hay là màu nào cũng được. Hai xanh chị Ti Ti. Áo quen hồng xanh đậm cho chị Trâm Anh Lê trước nè. Trâm Anh Lê nè, chị Ti Ti nè. Màu nu nè. Rồi có màu hồng nữa thôi. Còn cái màu hồng nữa thôi chị em mình nhé. Nguyên đang đi luôn cho chị em mình là 49.000 con thôi. Đó, cho Nguyên hồng 49 đường cái. Hồng 49 đường cái. Áo lon, từ áo lon ở đây. Hồi nãy chị nào dặn lon này. Chị Hương Hàng đúng không? Hồng chị Ti Ti. Chị em mình không lên màu chịu luôn. Lon này cho chị Hương Hàng, đâu đâu có còn mấy cái lon nào không? Tầm 55 độ về là chốt đẹp. Cái này cho chị Hương Hàng đi. Không, chị Hương Hàng đang còn có like không? Để em chưa hồi nãy hỏi nè. Áo khoác nam có size lớn không à? Có chị ơi. Rồi lên lon cho Nguyên nhá, mỗi màu con thôi. Lon tím nè. Hai con lon tím nè, tàu khô hết nha. Một con lon xanh đậm nè. Một lon màu xanh chuối hề. 49k con. Lên mã lon dùng Nguyên nhé, toàn tàu khô. Đen em hết rồi chị Sương Thu ơi. Trong mã này lon kèm màu. Lon xanh ngọc, từ xanh ngọc xanh đậm. Vàng cho bác. Là cái gì không có chị Bích Vũ ơi, hết rồi. Hết rồi chị ơi, chị lên sao rồi, hết rồi. Hay là đã sai thôi. Rồi lên lon tím cho Nguyên. Lon tím cho Châu đây. Trương. Đây, thì Châu Trương. Thì Đăng Khoa này. Xanh chuối này. Còn xanh chuối cho chị Ti Ti này. Tím hết nhé.
cái này tê tê này, còn hai cái màu xanh đậm này thôi nha, hai cái màu xanh đậm hết rồi, hết hồng hết chuối rồi. Cái này cũng đẹp này chị Thúy Nga Đoàn, bỏ chị Thúy Nga Đoàn cái này đi, đẹp này. Chị cũng ưng lon lon tàu khô này mà không chốt thì tiếc, còn màu đậm thôi, còn cái màu đậm thôi. Em bỏ chị Thúy Nga Đoàn một cái màu đậm nha, đẹp như thế này không vắt bắt cái gì, 49.000. trời ơi, còn cái màu này thôi, lon màu đậm cho chị lên đi, vô cho chị lên đi, cho chị lên áo lửng đi đây cho nó hết, cho nguyên con này nhá. Lon này em còn có một con màu đậm, nguyên nó 49.000. Chị em mình mua quá ư là rẻ luôn. Còn ba đôi dép màu hồng, một đôi dép màu nu nhá, ba dép hồng một dép nu. Còn lon không? Hết lon. Hết lon nha. Cưng lắm, dễ mang đồ lắm chị em mình ơi, dễ mang đồ lắm chị em mình, mang quần lưng cao nè, hết lon luôn chị ơi, hết lon rồi. Trong mãi dép một đôi màu nu thôi, còn ba đôi màu hồng, một đôi nu và ba đôi hồng nha. Nguyên đây luôn chị em mình, form này để mang đẹp nhất là 55 độ về là chị em cho ok nha. Cho nguyên mã này là mã dép, cho nguyên kèm màu, dép kèm màu, chị nào lấy dép lên dép cho nguyên nhá, dép kèm màu. Nói chị Thu Hiền đang like, đừng nhắn tin đi chị Thu Hiền ơi, đang có like từ từ ấy, em ấy cứ nhắn tin qua hết la hết loan rồi chị ơi. Nói chị Thu Hiền nói cái từ để nguyên hắn like sau dép rồi đấy nhá, nhắn Zalo nhảy liên tục đổi rồi chị tùm lum rồi, từ còn hai đôi màu hồng thôi, hai đôi dép màu hồng thôi, chị nào lấy dép hồng trong dép hồng luôn được nhá. Nguyên đây trẻ mình con này 49.000 con tàu khô nha, đẹp lắm. Cái này càng giặt nó sẽ càng mềm ra nhá. Trong mã dép hồng còn được hai. Form này đẹp nhất là 55 độ về là chị em cho ok. Nè, cưng chưa? Lên mã dép hồng luôn được ok. Còn được một đôi dép hồng. Còn được một đôi dép hồng, chị nào lấy dép hồng lên dép hồng. Cái này thứ con cái áo nam, cái này áo dép nam. Dép hồng cho Nguyễn Thái Thuận. Chị Nguyễn Thái Thuận lên thông tin. Áo nam. Con nó hàng 300 mấy đó em. Bọn trẻ trẻ á, trẻ trâu ấy, trẻ chu ấy. Cái này Nguyên còn có hai con thôi nè. Nguyên Thái Thuận lấy địa chỉ số điện thoại chị... nha. Hết dép hồng rồi. Lúc nào màu vàng em mang đang còn đây nè. Chị Mai Phương Hồng lấy chút. Con này form to, form này 60 chị em mang ok nha. 60 mang ok, con này cưng cho nè. Cô ta trên nẻ này có hai cái thôi, một cái màu vàng, cái màu xanh. 49k con nhá. Lên mã này là mã Mickey, vàng và xanh. Vàng và xanh được hai con, tương tác cho em sau mà view có trăm mấy tà view lên trẻ đúng không? Lên trẻ đúng không? Cho cái này hai con. Chắc là từ ngày mai like 11 rưỡi đi. Nha, ngày mai like từ 11 rưỡi nha. Nguyễn Thái Thuận lên địa chỉ đi nha, có Nguyễn Thái Thuận có dép hồng rồi. Rồi nè, vàng nè, xanh ngọc nè, chị nào lấy lên. Chị nào lấy lên. Cho mình lên là vàng đấy đã. Vàng đấy. Cho nguyên mã này là mã mã hình kèm màu. Hình kèm màu cho nguyên. 49.000 hết, đồng 49.000. Rồi lên mã hình kèm màu. Cái này cũng cute nè. Cái này cũng cute nè. Thấy xanh rồi. Chị Trao Trương em đọc cái mã nào cái chị chốt mã đó cho nó dễ. Chứ chị cứ comment như thế là nó lâu lắm. Em đọc cái mã nào chị thấy ok là chị em mình chốt. Cái giống hình con ao mấy tàu khô. Mà con này không phải con ao. Lên địa chỉ luôn nha. Màu xanh sao rồi lên mã theo xanh cho em là được. Còn con cái. Rồi nha, cho Nguyên cái này để lên sau. Cho Nguyên con này. Comment mã hình cho Nguyên đi. Kèm màu, hình vàng, hình hồng, hình đen, hình trắng, hình nu, hình màu kem đi. Và hình màu nâu nha. 49k con. Phát đi chị em mình ơi. Cái này về chị em mình mix quần lưng cao, mix chân váy lên cái gì cũng đẹp. Màu nâu cho em nè. Comment mã hình cho Ánh Nguyệt. Hình trắng gì Ánh Nguyệt nè. Hình vàng gì Tú Trinh Đặng. Hình vàng gì Tú Trinh Đặng nè. Hình vàng chị Duyên Lưu nè. Vàng chị Duyên Lưu nè. Vàng với trắng gì Trần Thị Thu Thanh. Vàng trắng gì Trần Thị Thu Thanh nè. Trần Thị Thu Thanh đi em. Trần Thị Thu Thanh hai con nè. Đen với hồng, hình đen. Đen với hồng cho chị Trao Trương nè. 49.000 đen hồng chị Trao Trương nè. Trắng gì chị Bích Hằng nè. Trắng chị Bích Hằng, vàng chị Duyên Lưu có rồi. Hết trắng rồi. Hết trắng rồi chị ơi. Hết trắng rồi. Hết trắng rồi nha. Hết trắng rồi, vàng cho chị Tuyết Phạm. Vàng cho chị Tuyết Phạm. Xanh sao cho chị Duyên Lưu. Xanh sao chị Duyên Lưu.
Duyên Lương. Vàng cho chị Ngọc Thanh Võ. Vàng cho chị Ngọc Thanh Võ. Ok chị Nguyễn Thái Thuận. Hình nâu cho chị Hồng Đào. Nâu chị Hồng Đào. Em không lên bộ gái chị. Nâu chị Hồng Đào. Nâu chị Duyên Lương. Nâu chị Duyên Lương em đây 49.000. Nâu với vàng cho chị Bích Vũ. Hết nâu rồi chị ơi. Còn vàng thôi nhá. Chị Bích Vũ nhá. Chị Bích Vũ nè. Bích Vũ nè. Giờ em chỉ còn màu kem nè. Màu đen nè. Màu hồng. Đấy, còn từng nếp màu thôi. Thêm hồng cho chị Thanh Thủy ơi. Hết những cái màu chị comment rồi. Chị Bích Vũ. Áo Nguyên Đăng mang cho chị à. Mai Phương Hòa. Ai? Thêm hồng cho Bích Vũ à. Ờ, thêm hồng chị Bích Vũ. Kem cho chị Hồng Đào. Kem chị Hồng Đào. Áo Nguyên Đăng mang cho chị Mai Phương Hòa ơi. Lên để chị luôn trên like cho Nguyên với nè. Cô gái chị. Kem chị Hồng Đào có chưa? Kem chị Hồng Đào có chưa? Kem chị Hồng Đào. Rồi ok nhé. Còn hình đen. Còn hình đen. Lấy một cái áo xanh sau. Sao làm gì còn? Không có. Không có chị Hằng Nguyễn ơi. Chị Hợp á. Chị nhắn tin cho em đi. Em tin like em không phái được đâu. Em không lên đồ bé nha, đồ bé em lên từ ngày hôm qua rồi, giờ không lên đồ bé nha chị ơi. Hồng sao cho chị Hằng Nguyễn. Hồng sao chị Hằng Nguyễn cho chị mấy cái nè. Không chị ơi, không nhá. Áo Nguyên đang mang á. Áo Nguyên đang mang hết rồi. Rồi nhá, trong mã hình đen. Chị nào lấy hình đen, chốt hình đen luôn nha, 49k. Hình đen 49. Chị nào lấy hình đen 49, comment mã hình đen. Ui, còn mẫu đẹp không á. Nè, trong mã chữ mỗi màu con cá thôi. Riêng màu vàng được hai cái. Chữ nhá, chữ kem nè, chữ vàng nè, chữ nâu và chữ sáp. Trong mã chữ kèm màu nhá. Còn bên mã chữ hình còn mỗi hình hình đen thôi. Nhận được còn bộ xanh quá này. Đẹp Nguyên còn ơi, cảm ơn chị Thi Phương Nguyễn. Áo chống nắng em lên rồi. Hiện tại em còn một xanh đen. Size M, size L, size XL thôi. Còn màu ghi là có L, XL và 2X. Trời ơi. Những cái này không mua nữa, một cái gì em thì áo phong này nó rất là dễ mang luôn á. Nó lửng lửng, không cần ví dụ chị em mình thấy nó dài quá. Nhiều khi mang chân váy ngắn đồ nó ấy đúng không? Hay đóng thùng đồ mất công. Này cứ lửng 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 như này. Mang quần sọt cũng đẹp. Trong mã chữ vàng. Có hai cái chữ vàng, một cái chữ màu sáp, một cái chữ màu nâu. Em lên rồi, 49.000 một con cho mã chữ. Chị nào lấy chữ chút nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. 49.000 chữ thôi. Đó, trong mã chữ vàng nè. Chữ màu nâu nè. Chữ màu xám nè và chữ màu kem, mỗi màu được con, riêng màu vàng được hai con thôi. Lên cho Nguyên mã chữ kèm màu luôn dùng là ok nhá. Chốt mã chữ kèm màu 49k con thôi. Cái này con cái duy nhất, lên luôn dùng Nguyên mã này là mã gấu. Làm phía sau còn dưới không em? Chị Bích Vũ, chữ đủ màu gì? Tây Tây Thế Dư một cái màu vàng, dư một cái màu vàng, bỏ lại cái chữ màu vàng thôi. Còn các màu còn lại bởi vì ti ti. Còn chữ vàng thôi chị ơi. Còn cái còn chữ vàng thôi nha. Còn được cái chữ vàng gấu này, con đúng con gấu nè. 49.000 lên luôn dùng Nguyên nhá. Con này bao đẹp luôn á. Toàn bộ cái này bán tương tác thôi. Chứ riêng mà con tàu khô dòng này không ai bán, chị em 49.000 cả. Rồi nha, cho Nguyên mã này mã gái hồng. Gái kèm màu cho Nguyên đi. Chữ Nguyên còn mỗi một màu vàng thôi. Hết hàng rồi. Hết hàng rồi nha. Gấu cho đi. Cho chào trường. Rồi cho Nguyên mã này cô gái. Gái cho Trương rồi nha. Vàng phía sau luôn còn không á? Đi. Gấu vàng phía sau. Cái món nhiều nhiều em treo lên em. Em rảnh em đứng em đi treo biết. Áo mời mặt cười nữa kìa. Em treo lên đó được nhé. An Nhiên có gấu vàng phía sau nha. Không, cái đây là còn nhiều ít chưa. Hồng gấu em hết rồi. 49.000 con thôi, chia sẻ mạnh tay cho Nguyên nha. Comment lên luôn dùm mã cô gái, cái này cưng nè. Cô gái màu hồng, cô gái màu nâu, cô gái màu kem. Ba màu cho mã cô gái, chị nào lấy cô gái chốt lên luôn dùm Nguyên nhé. Hoặc lên mã gái kèm màu, ba tông màu mã cô gái, cái này cưng. Cưng lắm luôn, ba tông màu thôi, 49k con. Vậy mình mua áo phong nhà Nguyên dễ mua lắm.
chắc đẹp nhưng mà em thấy giá này cũng quá ok luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã gái kèm màu cho Nguyên nhé. Mã này của ta. Cái nào cho Quỳnh Như Trần. Cái nào đây nè. Cái hồng kem chị Ti Ti. Hồng kem chị Ti Ti. Rồi nhá, lên gái luôn dùng Nguyên. Cái còn cái hồng, cái nâu, cái kem. Cái kem chị Nhung Hồ. Nhung Hồ. Nhung Hồ. Hồng cho Thi Phương Nguyễn. Chị Thi Phương Nguyễn. Không phải hồng với nâu chị Trao Trương trước rồi. Hồng nâu chị Trao Trương trước rồi. Hồng nâu cho Trao Trương trước này. Hết hồng nhá. À đây đây, đây hồng đây. Hồng cho chị Thi Phương Nguyễn này. Hết hồng này. Thi Phương Nguyễn này. Còn một kem. Một nâu thôi. Còn một kem một nâu thôi hết. Nâu chị Ngọc Thanh Võ. Còn kem thôi chị em mình. Cho chị Ngọc Ngọc Ngô lên thông tin cho em. Ngọc Ngô lên thông tin cho em với. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn dùng Nguyên với. Cái này có hai con thôi. Trong mã số 2. Cái này thì cô tên. Trong mã số 2 luôn nhận được nhá. Lên mã 2 cho Nguyên. Em á, em đi 49.000. 49.000 đẹp nhất là 55 độ về. Chị Ngọc Ngô lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho Nguyên với này. Cho chị chữ vàng, chữ trắng, chữ trắng treo sau. Cho chị Bích Hằng. Chữ vàng. Chữ trắng treo sau. Hai cái đúng không? Để im nó. Có cái gì nhìn. Trời. Trắng phía sau thì Thi Vương cho chị Bích Hằng. Trắng phía sau còn không? Ok. Ok nè. Dũng đang rảnh mà đứng đó căng kêu lên căng gỡ, kêu lên căng gỡ thôi. Nè cái này cưng này có hai cái thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã số 2. Cái này được đúng hai cái thôi. 49k con này dễ mang lắm. Chị em mình mix cái quần quần riêng đùi nãy cũng đẹp. Cái quần sọt mỗi khi mua cũng đẹp. Chân váy cũng đẹp, chân váy ngắn thôi, cái này mang chân váy ngắn thôi. Trong nguyên con này 49.000 nhá. Cái này có hai con thôi. Lên mã số 2 cho Nguyên là ok nhá. Comment mã số 2. Lên mã 2 cho Nguyên nha. Rồi cái này có đúng con rồi. Mã này có con rồi em. Dạ. Rồi cái xanh phía sau cho chị Phương lên. Xanh mặt cười. Xanh mặt cười này còn nè. Xanh mặt cười này còn mấy con? Còn 3 con nè. Cưng này. Mấy màu này đẹp. Trong cái mã này là mã cười xanh. Số 2 cho chị Phan Thanh. Phan Thanh. Hồi nãy chị Ngọc gì đấy không có thông tin kìa. Những chị nào không có thông tin ba bỏ rằng trước đi. Xong nhá, không có thông tin không chốt cho khách khác. Ngọc gì ấy? Ngọc Ngô lên thông tin. Chị Ngọc Ngô lên thông tin cho em. Phan Thanh lên thông tin cho Nguyên với này. Chị Ngọc Ngô không có thông tin là em bỏ đơn ra nha. Số 2 cũng có rồi Phan Thanh nhé, lên địa chỉ luôn đi Phan Thanh. Lên địa chỉ trên like cho em đi. Bỏ của chị Ngọc Ngô ra, không có thông tin là em bỏ đơn ra nha. Nè. Comment mã này là mã cười xanh. Đẹp. Phong này phong lẫn, phong này 55 độ rồi chị em cho ok nhé. Chị nào lấy mã cười xanh lên mã cười xanh luôn dùng đi. 49k chốt nhé. Lên cho Nguyên mã cười xanh. Áo cô gái bạn đẹp. Dạ không, chị giao tay chưa? Chưa chưa. Cười xanh chị Nhung Hồ. Cười xanh cho Nhung Hồ. Lấy mã cười xanh luôn nhớ được. Đây nè, phía sau nữa kìa. Cái gì Phú Minh. Cho chị Hằng Nguyễn. Phú Minh chị Hằng Nguyễn. Cười xanh cho chị Phương Nguyễn luôn. Cho chị xanh cho Phương Nguyễn. Trắng đâu có, ghi xanh. Chị Phương Nguyễn ơi, không có thông tin. Chị Phương Nguyễn không có thông tin. Không có, Phương Nguyễn không thấy thông tin. Chị Phương Nguyễn nào ấy? Lên thông tin trên like cho em đi. Cái này có không cả? Đưa đây bỏ cái của chị Ngọc Ngô nó ra đi. Hồi nãy giờ mua hàng nhắc lên thông tin, nãy giờ chẳng lên thông tin chị em mà không. Không có thông tin này thì chốt đơn kiểu gì ta? Ok Phan Thanh. Hey, mình mua hàng mà không có thông tin rồi người ta chốt đơn với mình kiểu gì? Chốt bằng tin. Chắc là chốt bằng niềm tin thiệt rồi. Trắng này cho chị Hồng Đào. Trắng có tông tàu. Cái này còn mã cô gái màu kem này. Chị Ngọc Ngô không có đơn nha, không có thông tin lại không chốt nha. Đang cầm khách chốt rồi chợ. Còn một cô gái màu này nè. Chị nào lấy cô gái kem, chốt cô gái kem luôn dùng nguyên là được, đẹp lắm. Cô gái kem được một cái thôi. Em đi luôn trẻ mình 49.000. Được hai con cười vàng. Cô gái chị Phương Lê. Chị Phương Nguyễn ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em đi. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho em, bỏ riêng của chị Phương Nguyễn ra nghe. Những chị mà không có thông tin cứ bỏ riêng ra bên xong xíu nữa like lại luôn. Chứ không mất công đến mai chốt đơn không có thông tin xả ra mệt lắm. Trong cái mã này là mã cười vàng, có được hai con cười vàng. Form này trẻ mình mang đẹp nhất ấy.
là 55 độ về nè. Sếp nó ở đây chứ ở đâu. Sếp nó như thế này, mua này thôi là được rồi, chắc rất là đẹp luôn. Gái kem em hết rồi chị Nga Phạm ơi, hết gái kem nha. Rồi cho nguyên con này lên mã cười vàng luôn dùng là ok. Được hai con cười vàng nhé. Cười vàng kem hết rồi chị ơi. Có cái kem chút rồi. Cười vàng, cười vàng cho chị Phương Ngân. Phương Ngân bỏ ra rồi chị Ngọc Ngô ơi. Rồi nhớ chị nào lấy cái này còn một chị Phương Nguyễn không có thông tin. Phương Ngân này cũng mới rồi. Chị Nga Phạm. Chị Nga Phạm. Cứ mua hàng kèm địa chỉ kèm số điện thoại luôn trên like. Phán Nguyên Mang Nguyên chưa lên. Trừ khi là chị em mình mua rất là quen rồi. Còn mà chị em mình lâu lâu mua hàng cũng kèm cả thông tin trên like cho em nhé. Cái này có ba con, lên mã chữ hoặc là mã chục cho Nguyên nhé. Chục nào chục vàng, quần váy có. Nguyên mang là quần váy phía sau quần nè, cái này là kaki nhé. Cái này là kaki. Đài sai. Phương Ngân cũng đây để chơi số nha. Quần váy kaki nha. Cái trắng nào à, từ từ chị em bóc lên có thì em chừa hãy. Có thì chốt nha, cái này có ba cái thôi. Comment mã này. Cười em hết rồi chị Nga Phạm ơi. Chị Nga Phạm khách cũ phải không ta? Màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp. Nga Phạm có cười vàng này nãy rồi mà. Nga Phạm có rồi chứ. Chị Nga Phạm có rồi. Rồi cho nguyên con này đi. Ủa Phương Nguyễn cũng chưa lên thông tin luôn à. Chưa à? Đây là màu gì ấy? Chị Phương Nguyễn ơi lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like. Không có thông tin là em không chốt đơn được nha. Còn không là nhà em bỏ đơn ra, không có công giờ không bỏ đơn thì là đến ngày mai cũng bỏ đơn ra thôi. Thì Bích Vũ. Bích Vũ. Chị Bích Vũ. Cho một cái màu hồng, màu vàng cho chị Nga Phạm. Rồi còn cái màu hồng cho mã trục. Còn cái màu hồng cho mã trục nhá. Chị nào lấy hồng trục lên hồng trục luôn nữa được. Hồng trục nhá. Trục hồng, trục hồng. Bỏ của chị Phương Nguyễn cái hồi nãy là cái gì đó. Cười vàng. Cười xanh. Còn cười xanh, còn được hai con cười xanh. Còn được hai con cừu xanh, chị em lên cừu xanh cho em nhé. 49k cừu xanh luôn cũng được. Lên cả địa chỉ, cả số điện thoại hết trên like giùm em đi chị em ơi. Còn cá chục hồng. Còn cá chục hồng nhé. Hồng chục cho Nga Phạm. Rồi lên mã này, đây màu trắng đây nè. Như Phương Ngân cũng mới, Phương Ngân lên địa chỉ số điện thoại nha. Có nào nãy chị nào hỏi màu trắng chưa, cho chị gì hồi nãy hỏi màu trắng quen. Chị gì ba. Chị Phương Nguyễn cừu xanh cho chị Nga Phạm. Nga Phạm, Nga Phạm có địa chỉ chưa? Lên hết địa chỉ đi chị em mình ơi. Nhà em chốt đơn còn nhắn tin qua nữa chứ không phải cứ như thế là đi đơn đâu. Trắng này cho sờ nãy sao nó trai. Trắng thi Phương Nguyễn mà hỏi đừng biết nữa. Nó được ba con màu trắng thôi. Lên mã này, lên mã chữ trắng luôn dùng em nhá. Phone này chị em mình 55 độ về chị em chốt đẹp nhá. 55 độ về nhá. Cho chị màu trắng với mai okay. Ok. Nha, trắng chị Phương Lê luôn. Trắng chị Phương Lê còn một cái màu trắng nữa thôi. 49k con nha. Chị nào lấy trắng lên trắng luôn dùng đi. Rồi lên mã chữ hồng, nâu, kem vàng. Ok, Phương Lê có rồi nha. Chị thi Phương Nguyễn, thi Phương Nguyễn cái nữa là hết trắng. Rồi còn được ba màu, màu vàng, màu kem và màu nâu. Vàng kem nâu. Nha, chúc lên mã vàng kem nâu cho mã chữ luôn dùng đi nhá. 49k con. Vàng kem nâu cho mã chữ 49.000 một cái nha chị em mọi người. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên 49 kèm màu luôn dùng nguyên. Đẹp lắm, cái này tàu khô. Ok nhá, cái này là chất có tông tàu khô. Càng giặt nó sẽ càng mềm ra. Cái này em mình mua nè. Nó mềm, ở quên lộn, nó thấm hút mồ hôi nhiều lắm. Mà giặt, cơ bản là giặt nó không bị mắc phôm đồ. Giặt nó không bị xịt vải, dạng như thế. Trong nguyên con này nhá. Comment mã này mã chữ kèm màu. Chữ vàng, chữ kem và chữ màu nâu. Màu trắng em hết rồi chị ơi, 49k con thôi. Phone này đẹp nhất là 55 độ về là chị em cho ok. Comment mã chữ, màu nào cũng đẹp. Em thấy màu nào cũng đẹp, mấy cái màu dễ mang không ấy. Chữ màu nâu này, chữ màu vàng này, chữ màu kem cho ba tông màu. Nha, em lên 49k cho cái mã chữ này thôi. Chị nào lấy chữ, chốt chữ kèm màu luôn dùng là được nhá. 49k con. Nha, lên chữ cho em kèm màu. Ba màu, 49.000. Dép này có một đôi. Dép này còn đúng một đôi, chị nào lấy dép xanh lên dép xanh luôn được. Dép này có một đôi dép thôi. Chị nào lấy dép lên dép còn đôi thôi. Nha, cho ông mã dép. Một đôi dép duy nhất. Size 55 độ về phông lửng nha, chị em mình nghe rõ luôn dùng nguyên nè. Chữ kem chị Phương Lê luôn.
chữ kem chị Phương Lê. Kem đây nè, kem nè, chị Phương Lê. Hình nè. Hết chữ kem rồi chị ơi. Chữ kem nha. Hết chữ kem rồi. Còn chữ vàng, chữ hồng và chữ nâu. Quần Ki bé 42 quần là gì ta? Chị coi gì ta? Chị Châu Trương ơi, quần Ki bé 42 quần là cái gì á chị ơi? Chị Thi, Thi Phương Nguyễn là khách mới hay cũ ta? Thế chị Thi Phương Nguyễn có địa chỉ chưa? Dép là cái Thi Phương Nguyễn tốt rồi. Chị bảo là nhận được hàng rồi thì chắc là có đơn rồi chứ. Nhận được hàng rồi thì chắc là có đơn rồi chứ. Trong mã số 1 con cá. Cái này lên mã số 1 con cá. Xanh lá sao? 49.000. Quần em đang mặc cho người lớn mà. Có rồi. Quần váy em đang mặc là cho người lớn chứ bé đâu ra chị. Áo khoác đằng sau còn. Rồi nha, cho nguyên con này, con cá, một chị Ti Ti. Ok. Một chị Ti Ti. Cái này cưng này, cái này có hai cá này, lên mã hình hồng. Hình hồng có hai. Xanh theo sau này cho Trinh Trinh. Còn không? Còn. Còn màu này cho Trinh Trinh, ok. Còn một cái xanh theo nữa nè. Còn một cái xanh theo nữa nha. Rồi cho nguyên con này. Còn em mã hình hồng. Cưng không? 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Trong mã hình hồng. Đây luôn chị em mừng lá. 49k hình hồng. Được một cái hình hồng. Hai cái hình hồng. 49. Áo vàng chữ xanh. Sao cho chị Lê Bích Lan. Vàng chữ xanh này còn không vô? Con cái vào, còn cái đúng không? Hình hồng chị Ti Ti. Chị Lê Bích Lan. Rồi nhá. Rồi comment luôn mã hình hồng còn cá. Hình hồng còn cá. Em không like hình quần bác. Cái mua cũng đẹp vài chờ. Phát luôn. Mà cái giá này chị em mình thấy không? Chị em mình đi ở ngoài, mua ở ngoài những cái dòng tàu khô này chị em mình biết giá rồi. Rơi vào bao nhiêu tiền con. Vô nhà Nguyên mua 49.000 con thôi. Còn em mã này là mã hình hồng 49k nhé, còn đường cái. Hôm này 55 đổ về. 55 đổ về là chị em chốt ok nha. Rồi lên mã hình nâu. Còn hình nâu nữa thôi. Hình nâu 49 luôn. Cái chữ theo nó còn đúng không em? Cho chị Lan cái chữ theo nó luôn. Thì nhung hồ nó hết nè. Nhung hồ nó là hết. Hình nâu. Hình hồng hết nhé. Em lên chạp là chị em mình càng loạn mắt. Thiệt luôn. Lên hồ là chị em mình càng loạn. Đẹp như thế này mà. Rồi nha, cho nguyên con này. Phông rộng cũng có. Cũng có. Rồi lên mã hình nâu luôn vô được. Size này 55 đổ về là chị em cho. Ai trưa thì đừng có gọi giùm em với. Cho nguyên mã này nâu nhé. Em biết cái khung giờ em like rồi đúng không? Thì chị đừng có gọi qua cái khung giờ em like nhé. Đứng máy hết. Mà không lẽ mỗi lần like cái máy này hết rồi. Trong nâu nhá, chị nào lấy nâu comment nâu luôn dụng là ok. 49k, form này chị em mình 55 đổ về chị em chốt đẹp. Có size chị ạ, quần em đang mang có size. Ai lấy nâu chút nâu luôn dụng nhé. Comment mã nâu. Nguyên đây luôn chị em mình là 49k con. Chị Sara Trần có thông tin chưa ta? Lên hẳn hết thông tin trên like cho em nha. Cái này mỗi thứ con cá thôi nè. Quật nhanh luôn. Phát nhanh luôn. Theo xanh đậm hai cái. Theo xanh xanh đẹp. Tạm gõ này là xanh đẹp đi nhá. Một cái. Theo hồng hai cái. Ghế lái thì ghế lái. Khách mới em ngại ghế lái lắm. Em thiệt luôn ý. Nhiều chị khách mới bảo ghế lái em ngại lắm luôn ý. Để hàng ghế lái nguyên cả cái cầu thang. Thấy là ngơ người rồi. Thiệt. Comment mã này là mã theo. Theo dùng nguyên nhé. Kèm luôn những màu. Cái màu xanh đẹp còn cái này. Màu màu nu nhá. Màu nu. Màu hồng. Màu xanh đậm. Được từng này cái theo thôi. 49k lên luôn dùng nguyên. Quần nguyên đang mang ấy 79.000 cái. Quần váy kaki. Dặn quần váy kaki. Đằng sau là quần, phía trước là dạng giả váy. Đẹp lắm, dễ mang lắm vậy mọi người. Chờ em xíu nhé. Xanh đậm cho chị Ánh Nguyệt. Xanh đậm cho chị Ánh Nguyệt. Áo khoác đằng sau còn để hai cái màu xanh ngọc xanh đậm. Chị Tiết Nga cứ lên cho em cái số ký này. Lên số ký cho em.
này là chị Nguyễn Thoa. Nguyễn Thoa màu nâu khách cũ không ta? Nguyễn Thoa. Rồi một xanh đậm, hai màu hồng cho cái mã theo. Một cái màu xanh này nữa là hết mã theo. Chị nào lấy theo 49 lên luôn dùng em. Chị Tuyết Nga ơi, cứ lên cho em cái số ký đi chị ơi. Lên mã khóa. Kèm số ký cho em nhé, kèm màu kèm số ký. Quần váy đang mang từ từ chào xíu. Cái xanh này chị Vũ Bình An hết rồi đúng không? Chị Vũ Bình An cái. Ok, chị Vũ Bình An. Vũ Bình An cái này từ từ quần chân váy từ từ chào em xíu. Hai cái một vàng một xanh. Một vàng. Không có vàng gì ơi. Xanh thôi, chị Anh Huyên Võ Ngọc, xanh thôi. Không được chị ơi, em không chờ hàng bé, không biết hôm nay em like. Em chỉ cho gom nè, ví dụ như trưa nay chị em mình chốt đơn nha. Nếu như mà có ít, em gom thêm một cái like tối, đúng cái like tối, ngày mai nhà em chốt đơn. Nha, em không cho gom bất kỳ cái nhiều chị á, đến 2 ngày. Chờ miết để chị coi thêm, để chị coi thêm những cái chị đó là nhiều khi là thôi, bye bye luôn, hai chị em mình bye bye nhau luôn. Em nói thật sự em không phục vụ được kiểu đó. Nhiều chị kêu sao mà khó mà biết bao nhiêu mà khách. À vào đang mang hết rồi chị. Bao nhiêu là khách mà cứ đòi gom mà trong khi nhà nguyên like, xuyên like lắm luôn ấy. Cả trưa cả tối mà like ít nhận like 3 tiếng đồng hồ buổi trưa. Gần 3 tiếng đồng hồ buổi tối. Đang mặt chưa có người chốt hả? Có người chốt rồi. Xanh lá hết luôn rồi, bỏ của chị Anh Huyên Võ Ngọc ra hết rồi chị ơi, khách chốt rồi. Còn hai cái màu hồng, bỏ của chị Anh Huyên Võ Ngọc cái màu xanh đó ra đi. Nha, nên là chị em mình lưu ý cho em không cho gom. Không cho gom nhiều. Chỉ hai cái like liên tiếp, chị em mình có hay không có thời gian coi like cũng chỉ em đi hai like. Ví dụ trưa qua tối là ngày mai nhà em chốt đơn. Hai cái quần váy từ từ, tăng quần váy trên. Ba size đúng không? ML, XL chị em lấy 60kg. Rồi cho em lên luôn đi, cho lên luôn đi rồi để cho khách chốt. Hồng cho Nguyễn Thoa. Cho lên luôn đi. Phát ngay con này nha. Đây chị em mình nhìn nè. Hàng này phải hot girl bán chị em mình 120.000 con không? Kaki nha. Kaki nhưng mà cái này nó sẽ có độ giãn nhẹ nhẹ thôi, không giãn nhiều. Đường cá phía sau đó là lưng thun. Nên là chị nào bụng to bụng nhỏ gì mà ăn được. Nhìn nè. Nhìn luôn dùng nguyên nè. Đẹp chưa? Bụng to bụng nhỏ gì chị em mình chốt này cũng ok hết. Có hai màu thôi, màu này với màu đậm hơn. Chị ơi từ từ chờ em sẽ cho chị màu đậm luôn em. Hai màu tôi cho nguyên đậm hoặc nhạt luôn là được. Kèm số ký luôn dùng nguyên. M cho chị em mình tầm khoảng 52, L chị em mình 55, 57. XL chị em mình dưới 60 là chị em cho ok đây chị em mình nè. Lưng. Chị ơi chọn màu cho em đi. Chọn màu cho em đi, màu đậm với màu nhạt hai tông màu. Màu đậm và màu nhạt hai tông màu chị em mình lên kèm luôn dùng nguyên. Màu đậm size XL trăm anh lên. 79k một con nha chị em mình ơi, rẻ quá. 79.000 một con thôi. Chị nào lấy cái này lên cho Nguyên nhá, màu đậm và màu nhạt 79.000 là ok. Đó, ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhá, đậm và nhạt 79k. Đậm XL cho Phương Lê. Đậm XL cho Huỳnh Yên. Đậm XL cho Huỳnh Yên. Đậm XL cho Huỳnh Yên cho. Mỗi màu 2 gì TT. Đậm XL cho chị Bích Hà. Em không like quần bé chị ơi. Màu nhạc xây mờ cho chị Phương Lê. Nhạc xây mờ cho chị Phương Lê. Đạm xây lờ chị Lê Bích Lan. Đạm xây lờ cho chị Hoàng Lý Nguyễn. Chị ơi quần giả váy. Phía trước là váy như này nè. Váy xếp ly nè. Đạm xây lờ Phương Lê có rồi đúng không? Một đạm một nhạc xây lờ thi Phương Nguyễn. Nhạc xây mờ cho chị Lan Phương. Ờ cho chị Lan Phương. Đạm xây lờ cho chị Trâm Phạm. Đạm xây lờ chị Minh Ngọc khách cũ hay mới ta? Minh Ngọc hay là khách cũ đổi hình đại diện? Xây lờ chị Minh Ngọc để riêng để từ từ để. Đạm xây lờ chị Lưu Bảo La. Đạm xây lờ chị Ni Hoàng. Đạm xây lờ chị Đỗ Minh. Không, ít lờ chị Đỗ Minh. Đây này chị ạ, không có xây S đâu chị ạ. Một đạm một nhạc xây lờ chị Hiền Liên. Một đạm một nhạc xây lờ chị Hiền Liên. Hiền Liên, không có xe SM nhỏ nhất. Xe L màu đậm cho chị Thi Hương Hồ. Đậm xe L cho chị Trang Phạm. Chị Đỗ Minh có rồi. Quần ni mà có áo màu đen mang đẹp à. L tầm khoảng 55 á chị. Đậm xe L chị Phương Lê. Đậm xe L chị Nguyệt Yến. Còn màu nhạt. Nhạc là xe chị Phương Lê có rồi. Chị Phương Lê bị lập cá rồi đó. Chị Phương Lê bị làm cá rồi. Bị làm cá rồi. Rồi ok nhé. Màu Nguyên đang mang là màu nhạt. Ok chị. Màu đậm xếp lờ con. Đậm xếp lờ.
màu đậm và màu nhạt nha, kèm luôn những size, hàng có size. Mà em đi chị em mình 79k con chân váy riêng, áo quần lụa, sau đi con chân váy kaki. Chị khách cũ chị đổi hình này gì? Đậm size L còn không? Hết đậm size L. Hết đậm size L rồi. XL đậm nhạt hai cái. Chị Kiều Nguyễn ơi còn mỗi nhạt thôi, bởi chị Nguyễn mà Nguyễn cái nhạt. Cái nhạt. Cái nhạt XL. Đậm size M cho chị Lê Diệu Hiền. Ok có rồi đó chị. Chị Trang Phạm như có luôn rồi. 79.000. Rồi màu đậm mà em chỉ còn mỗi size ML nha, còn màu nhạt Nguyên đang mang đầy size. Thêm nhạt size XL chị Ngô Mỹ Quý. Thêm nhạt size XL chị Ngô Mỹ Quý. Em đi chị em 79k con. Có Ngọc Thanh Võ chưa? Màu đậm size M cho chị Cẩm Tú Trần. Chị Cẩm Tú Trần ơi lên địa chỉ trên live cho em. Mà Nguyên đang mang là màu nhạt hai tông màu, màu nhạt và màu đậm. 79k chốt lên luôn dùng em. Hết rồi, XL đậm hết rồi. Em đi 79k con thôi, con này dễ mang lắm. Phía sau là dặn quần mà. Có ba chúng này nè. Màu nhạc xe lời cho Vi Lê. Chị Vi Lê nào đấy hề, lên thông tin giùm em cái này. Lên thông tin giùm em cái chị Vi Lê ơi. Rồi nha, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nha. Còn màu đậm và màu nhạc. Riêng màu đậm chỉ còn mỗi size M. ML. Màu nhạc xe XL chị Ngọc Thanh Võ đi. Nhạc xe XL chị Ngọc Thanh Võ. 79.000 cái, không phát nữa phát cái gì. Em thiệt luôn. Cho lên cái gì em? Cho chị lên cái mã này của nữ đẹp quá thiệt luôn. Mang với cái này hợp không? Cũng hợp đúng không? Màu ni à? Màu ni với cái này hợp không? Nhạc xe XL luôn. Cho chị Lý Trần. Lý Trần. Chị Lý Trần. Cho chị cái màu bọ. Rồi, ok. Trung Kiên Nguyễn không thấy gì Trung Kiên Nguyễn luôn. Thêm màu nhạc xe XL Phương Lê. Không thấy gì trong kia Nguyễn luôn. Bị ảnh comment rồi. Áo vàng sao chị Hải Trang. Áo vàng sao chị Hải Trang. Ờ cái nó còn máy cá cho lên luôn Hải Trang. Ok chị Vy lên. Cái này chị Hải Trang. Đây màu đen. Đồng chí là hỏi màu đen chút màu đen đây nè. Nhạc xếp lỡ chị Hạnh Đoàn. Cái chị Hạnh Đoàn. Màu đen nè. Ai chờ màu đen phát màu đen đi. Còn cái màu đen thôi. Chữ kèm màu. Nhạc lấy CL trong kia Nguyễn CL. Trong kia Nguyễn. Rồi nhá, comment này. Áo Nguyễn đang mang hết. Áo đang mang hết, còn áo chữ tương tự một cái màu xanh này. Xanh ngọc này. Xanh cho chị Nguyễn Trang cái khoác vàng size M. Khoác vàng size M cho chị Nguyễn Trang. Chị ơi chị Hạnh Đoàn thấy chị chốt cái em không chốt đơn đâu. Ít ra chị hỏi trước cái sau hỏi ngược lại không vừa mất công lắm. Không túi. Chị chốt xong rồi giờ chị hỏi lại bao nhiêu ký vừa xong không vừa là chị xả hàng của người ta. Ít ra chị hỏi XL bao nhiêu ký vừa chứ. Bỏ chị ra đi. Nếu vô sau không biết phải hỏi trước. Cái xong chốt rồi xong hỏi ngược lại cái xong cái là bỏ đơn thôi. Cho chị Anh Huyên Võ Ngọc cái xanh ngọc. Ok. Cứ chốt xong nhiều chị có cái bài chốt xong rồi hỏi người lại bao nhiêu ký vừa. Còn nhiều chị đến lúc như này nè, em thấy nhiều khách như này nè, đến lúc không muốn nhận hàng ấy, không muốn nhận hàng ấy, đặt lại rõ ràng, đặt xe ép trên line, đến lúc gọi máy không nghe máy, xong hai ngày sau, ngày sau là màu đen chị Liên lên. Em ơi cái quần đó 62 ký có được không? Hai vị nói xả. Liên lên. Rồi còn màu xanh này. Hả? Đây màu xanh đậm. Còn cái màu xanh đậm, còn cái màu hồng. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Còn một cái màu xanh đậm, một cái màu hồng. Chị nào lấy chốt nhanh tay. Một xanh đậm, một hồng nữa nha. Cái này chị em mình nhanh. Chưa định like. Xanh đậm chị Liên. Chưa định like. Có ít quá. Em lên luôn hề. Có ít. Thêm lên luôn nhé. Chân váy em có. Chân váy nhà em nhiều. Chân váy nhà em nhiều lắm. Hết rồi nha. Cái áo Nguyên mang có cái trước luôn nè. Cái áo gió lên sao? Bỏ ra xíu nè. Để xe áo 57 ký XL vừa không? Nhiều. 57 ký XL vừa. Không? Cái gì hề? Được. 57 ký. Quần váy đó.
lưng thun sau lưng của hát vừa này. Nha vừa đằng nha đằng sau là lưng thun. Cái này có đủ sang em SML XL S chị em mình 50 nha, M chị em mình gọn 52, chị em mình gọn lên 55 nha, L chị em mình gọn 57, XL chị em lên 60. Hồng trắng là cái nào ta? 4 cái vàng hồng, hồng chất cổ trắng, chuyện trắng. Màu vàng hồng trắng xanh. Size chị mặc chị thấy nha, đòn 50 mấy rồi ta. Rất xe lười. Thôi có cái màu nào bỏ chỉ vàng, hồng, trắng, gì xanh, gì có gì. Size XL. Size XL. Chị thấy ngắt đòn. Ôi, thấy gọn rồi vẫn mang size XL à. Rồi lên con áo anh đang mang. Tạm cho chị 3 cái đi. Tạm chị 3 cái đi. Mang để mà mang trẻ mình mang thông thả ấy. Để mà mang thông thả ấy. S chốt 50 là thông thả nhất nha. Còn M là chốt dưới 55 thôi. 52 chị nào gọn lên 55 nha. Còn size L trẻ mình 55 rồi gọn lên 57. XL chốt đi trẻ mình 60, chị nào gọn lên 62 chừng nữa thôi. Size XL cho chị Phương Nguyễn tóc ngắn. Phương Nguyễn tóc ngắn. Em đi trẻ mình con này 95.000 cái. Phải đẹp lắm, khách nhà em mua nhiều cực nhiều luôn ấy. Về cứ về là hụt size, về là hụt size nha. Nguyên đây luôn, trẻ mình con này giá thì trẻ mình là 95.000 cái. Chuẩn bơ lô mắt chim, hàng xịn sò. Phải nó đẹp lắm, không phải hàng khô khô sổm sổm đâu. 95.000 một em nha trẻ mình nói. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Nguyên 52 cái đang mang size S. Nguyên chốt 50 và gọn lên 52. Được cái này nè. Trẻ mình thấy này, trẻ mình sợ cái tay nó chặt đúng không. Cái này nó bo chung nè. Nó giãn nè. Đó, nó to, nó co giãn theo cái bắp tay nè. Size S, size M, size L, size XL 4 size. XL cho nha. Đây size cho trẻ mình đến 60 kg. Chị nào gọn lên 62, comment mã này là mã vàng bò. Màu nào vàng bò nhé. 95.000 một em, 95.000. Size L chị Hiền Liên đẹp lắm. Size L chị Hiền Liên. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên cho em. Hàng bé là bên đây không có hàng về. Size XL chị Nguyễn Hạnh. Rồi đắt thành hai cái size M. Đắt thành hai cái size M. Rồi nha, ai lấy cái này lên cho em đi. 95.000 cái. Trai 47 à, vàng bò size M chị Bích Hà. Trai 47 chị lấy cái size nha, nhỏ nhất cho bé cũng được chị ơi. Cho vàng bò size M chị Bích Hà rồi đúng không? Size XL chị Kiều Nguyễn. Nam em còn ít. Nam xíu này em lên sao, còn ít lắm, còn được mấy cái đang không có hàng nam về. Cái này về là trái hàng, cái này. Tại vì sao vậy em biết không? Bò à. Vàng bò đấy, hồi nãy giờ đi vàng bò đấy. Khách nhà em đặt nhóm nhiều. Đó, đặt dặn công ty rồi xong đặt đặt nhóm rồi đặt trường đồ các kiểu đấy. Rồi về là em sẽ bốc hàng trước. Còn bao nhiêu là em like sao? Đấy chị nào lấy cái này lên mã vàng bò, kèm luôn nhuộm hết sang. Màu nữa đúng không? Màu xanh. Màu xanh nữa nè. Cái này còn tối thì em sẽ soạn size lên em like sao cho nó dễ. Áo chống nắng ấy. Áo chống nắng em còn. Chưa gì trong Ghi Nguyễn nhá. Chưa có nha. Rồi lên luôn dùng mã xanh. Chị nào lấy xanh comment xanh luôn dùng nguyên. Chọn màu cho em đi chị ơi. Comment xanh luôn dùng nguyên. Comment xanh luôn dùng nguyên nhá. Bò cho Phạm Phương CL. Phạm Phương CL. Phạm Phương. Comment mã bò, màu Nguyên đang mang màu bò. Rồi chị nào màu xanh chị thấy ngay đó cũng có rồi đúng không? Màu này chưa chị chứ. Màu này cũng đẹp này chị thấy ngay đó. Màu này cũng đẹp nè. Rồi còn màu xanh màu nâu phát luôn mỗi màu một cái. Xanh ri gì ti ti. Xanh ri ti ti không có màu trắng đâu, không có màu trắng của nữ này. Không có màu trắng của nữ. Trăng váy em còn mỗi size nhỏ thôi, SM thôi. Chỉ còn mỗi size SM. Thấy mô cọc ra cái nó lẳng dĩa tới hồi đến chút đơn của chị. Hồi cái gì cho cọc xanh size M thì Minh Ngọc đi. No size L cho chị Nguyễn Hạnh. No đây. No con. XL đi đi. Con ri thôi à? Không, XL không có cho chị. XL không có. Màu bò size S, vàng bò size S cho chị Cẩm Tú Trần. Vàng bò xé chị Hiền Liên không có đen chị ơi. Thế chị Hà chị ta, chị Di Hạnh ta. Bò xay ép có rồi đúng không? Màu xanh, màu nâu từ màu nâu xay mờ cho chị Từ Hương. Nâu xay mờ chị Từ Hương, nâu còn có ri thôi. Nâu không có XL nha. Đấy, xanh thì còn đài sai này. Vàng bò như Nguyên đang mang còn đài sai này. Và màu nâu cũng còn đài sai. Ôi lộn, sorry, màu nâu còn có hai màu. Xanh xay ép với xay L cho chị Văn Hoàng.
Rồi nha, chị nào lấy cái này lên cho em nhé. Màu nu thì chỉ còn mỗi size S với lại size L thôi, còn có hai cái. Đó, vàng bò size XL chị Vũ Hiền Trang. Vàng bò size XL chị Vũ Hiền Trang. Xanh size XL chị Hương Kim. Rồi ok, chị nào chưa có chốt nhanh tay nha. Chị nào chưa có cái mã này lên nhanh tay luôn dùng nguyên. Lửng à, còn được mấy cái. Xanh size L cho chị Trang Phạm. Xanh size L chị Trang Phạm. Áo lửng còn gì nữa không em? Áo lửng hồi nãy mình lên hết chưa? Còn mã gì nữa không? Còn được mấy cái chỗ này nữa hết. Chợ 95.000 cái, vải đẹp lắm, khách nhà em mua nhiều lắm rồi. Chứ không phải lần đầu tiên em bán đâu. Cái này dễ, mình yên tâm đặt hàng đi. Mua một cái vô shop mua một cái ra đây mua được 3 cái. Không mua được 3 cái, mình phát đi. Siêu vẻ hồn. Còn cũng dễ thôi. Tầm lum cái đóng vô bao chốt đơn của chị mất thời gian lắm. Xanh size XL luôn cho chị Vũ Hiền Trang. Vàng bò size S 2 cái cho chị Hiền Liên. Ôi chị Phương Nguyễn hồi nãy giờ có thông tin chưa ta? Cho chị Hiền Liên. Không, Phương Nguyễn đây, Phương Nguyễn 901 quen, hồi nãy Phương Nguyễn khác kìa. Ôi cô Sa quên, Huyền nhắc gọi cô Sa mà quên mất tiêu. Ngày hôm qua không nhắc gọi lại cho cô Sa luôn. Bà. Hôm bữa cô gọi Huyền nói về, nó kêu nhắc gọi lại mà xong cuối cùng là im luôn. Cười, cười chứ mà cười. Không, thì hôm bữa cô nói răng Huyền biết, đâu có nghe biết. Màu nu với màu vàng size XL cho chị Phùng Thảo. À, lấy màu vàng thôi chị Phùng Thảo. Vàng XL. Vàng XL cho chị Hương Kim luôn. Vàng bò Hương Kim. Xanh size L cho cô Thi Sa. Size L cho cô Thi Sa. Xương xương làm 3 cặp với 3 áo lẻ chứ mấy. Bò xây L còn không? Bò xây L còn không? Chị Thi Thương Hồ. Ok. Rồi nha. Hết màu rồi đúng không? Cái này của màu gì? Không, màu nó không lên được. Tại vì là để soạn cho khách đã. Để soạn cho khách đã. Cái áo bên đây là áo bé à? Bên kia áo bé rồi. Còn kia là áo nam. Ôi chiều rảnh văn lại nguyên cái chứ không à, tối biết đường đâu like. Cọc chung nam nữ lớn bé rồi biết cùng like lên quần. Nguyên đang mang xe S, Nguyên đang 2 cái đang mang xe S. Từ từ để đó chị lấy hết. Nguyên đang mang xe S đây này. Trang váy từ từ chờ em xíu, em lên trang váy tàu. Trang váy tàu 75.000, còn ít. Cái này còn cá này màu đẹp. Màu xanh đẹp nha. 45.000 cái. Comment mã xanh đẹp. Nó để lại tôi xem. Trong xanh đẹp nhá, con cá, chị nào lấy xanh đẹp chốt xanh đẹp luôn dùng là ok. Nguyên đây luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình là 49.000 một cái thôi. Siêu rẻ. Con cá xanh đẹp nhá, chị nào lấy xanh đẹp chốt xanh đẹp. Chị tây tây. Chị tây tây. Giờ nó tùm lum á chị ơi, đen trơn có 2 nè. Màu đen trơn có 2 nè. Này đang trời bụi. Đen trơn, bụi giấy màu đen nè. Bấm. Đen trơn có 2, chị nó lấy đen trơn lên đen trơn luôn dùng đi nhá. 49.000 con thôi. Đen trơn nguyên có 2 con nhá. Ai lấy đen trơn comment đen trơn 49.000. Ồ, theo này còn 2 cái nè. Màu xanh nhạt. Màu hồng. Đây là phom lửng còn được mấy cái, chị nào chưa có chốt lên nè. Em like rồi. 95.000 đại sai chị Diệp Trí. Lấy đi. À. Hết xe XL. Nguyên đang mang xe S, Nguyên 22 kg đang mang xe S này vậy mà nè. Ừ. Nhưng mà chốt tầm 50 kg thôi. Chị nào gọn, cỡ như Nguyên này ngực không to. Ngực không to này chốt mang xe S vẫn được. Hay như chị ví dụ 50 kg nhưng mà ngực to thì thôi, nhích size đi. Chị nào ngực to với bắp tay quá to thì nhích size lên. Rồi nhá, cho Nguyên con này. Comment mã này là mã chữ xanh nha. 49k chữ xanh nguyên có 1 cái. Chữ hồng có 1 luôn.
nha, chữ xanh chữ hồng đều một cái hết. Ai lấy cái này lên cho Nguyên nhé, 49k chữ xanh, 49k chữ hồng, siêu đẹp nhé. Lên mã 49k luôn dùng là ok. Rồi em chuyển mã nhé, cái này còn rất rất mấy cái để xem sau. Cái này của nữ thôi. Chị Du Nguyễn có rồi chị ơi. Chữ hồng cho chị Phương Mai, à Vinh, Mai Phương Hoàng. Còn một chữ xanh thôi. Cái này cũng cưng này. Cho mã chục hồng con cái. Chục hồng con cái. Chữ hồng con cái. Chục hồng đấy, chị nào lấy chục hồng comment lên chục hồng con cái. Bóc cho chị chân váy. Lên đúng mã là chục hồng và chữ hồng mã này. Xanh cho chị Bình Yên, xanh đây nè. Áo Nguyên mang 55kg còn chị ơi. Còn nhé. Xanh hết rồi, hết xanh rồi quý vị ơi. Comment lên luôn dùng mã này. Chốt mã này. Áo nam đâu không có màu này. Áo nam đang không. Hôm bữa em lên áo nam rồi mà. Số 3 em lấy của Phong Nam được. Không em lấy lỡ không được hình TV. Em đo cái đoạn này mà thì lên cái này ok. Rồi nhá. Chữ hồng cho chị Đào Mỹ. Nó chục hồng đó nha, chục hồng đó. Chục hồng. Cái Nguyên đang mang. Cái Nguyên đang mang cho chị từ từ. Lấy size L cho chị Nguyễn Thang. Cái Nguyên đang mang size L chị Nguyễn Thang. Phái Nguyên đang mang size M cho chị Lọc Lì Lợn. Lọc Lì Lợn. Rồi cái này còn con. Đây luôn trẻ mình lá 49k còn con. Ai chưa có chốt luôn dùng đi nhé. Thích thử 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 cho chị cọc bên kia của nam hay của nữ. Cọc màu xanh đen cái viền màu trắng đừng lên nữa, màu trắng để soạn cho chị nó mười mấy cái nữa. Cái này của nam. Cái này lẻ tẻ của nam. Còn có mấy cái đem lai lẻ nhá. Chứ còn không. Size này là size 62, 64 cái này. Nhờ Tình Ngô mang thử cái này cho chị em mình những cái form này. Chờ em xíu nhá. Từ từ. Màu bò em hết rồi chị Tuyết Mai. Cái này form nam này. Size này tầm 64, 65 đổ về. Hồng đấy nhà Nguyên Mằng. Đổ bộ rồi đó. Màu hồng nó đẹp. Đây nè, Nguyên sẽ thử luôn cho nhà Tình thử luôn cái form luôn cho dạ mình những cái form nam. Của chị Đào Mỹ không có em bỏ ra rồi. Tình Ngô là 64kg. Đấy, size XL. Chỗ đến 64 đổ về đi. Chọn không hả? Nha. Tình Ngô đang mang size XL. Cái đang mặc size S cho Diệp Chi. Cười lên đi em. Cười nha hàm răng, chứ răng mà lên nghiêm nghị cái này. Đấy chị nào lấy cái này. Cái này cái bón là không cười sáng được. Không cười sáng. Vì hấp ô, vì hấp ô thì cười sáng được. Toàn vào xem mời gì Thanh Phương. Nam sẽ ít lời này cho cô Sa. Cô Thi Sa. Nó 64 đổ về. Nam là 101. Thi Sa. Cho cô Thi Sa. Màu đang mang hình như không có của Nam. Nam 68 cái đổ về còn cái nè. Nam 62 đổ về còn cái màu này nè. Nam CL gì Trang Phạm. Trang Phạm. Còn cái 68, ôi 68 màu này rồi. 68 màu xanh than. 68 màu xanh than. 65 68 cho size 2X màu xanh than nha. Chị nào lấy xanh than. Size 2X lên luôn dùng Nguyên nhá. 101. Xanh than 2X nha, chị nào lấy xanh than. Có rồi nha. Xanh than 2X chốt lên luôn dùng Nguyên. Chị cái này vẫn có lẻ tẻ thôi tại vì đã lên like rồi mà không có hàng mới về á. Không có hàng mới về. Cho coi cái áo vàng của cái này không, cái này em chưa like được tại vì khách đặt nhóm cái mã nó nhiều để em soạn nhóm ra còn lẻ thì em like. Bây giờ mà like trước á là nó sẽ lẻ hàng ra. Còn một cái xanh size 2X 68 đổ về. Ô cái này. Cái này mang cặp được chị em ơi, màu này mang cặp được nè. Nữ mà tầm 50kg. Còn nam là size to, size 70, 72kg, mang cặp màu này đi. Chị nào vợ chồng màu này, phát ngay đi chị em mình, đường cặp này. Màu này đẹp mà. Nữ là size 50, size S. Còn nam là size 70, 72. Của nam. Cái này có cặp nè. Có. Hết rồi.
Cái này cặp được chị em mà nè. Còn cặp này, cái này cá size S nè. Cái này cá size S của nữ nè, cá size 3 của nam. Ừ. Nữ em đi chị em mà 95. Sao em không thấy chốt đơn vậy? Tí chù. Nhắn tin không được gọi không được. Tí chù nhắn tin không được gọi không được nha. Nhắn tin không được và gọi cũng không được luôn. Không chốt đơn được chị ơi. Gọi hôm qua rồi, sáng rồi không được. Đó, bạn Huyền đang mở vô trong hàng xá đấy. Chứ không phải là không chốt đơn đâu. Nữ ba luôn mặc cặp nè. Gọi cái gì mà gọi gì có được đâu. Gọi từ ngày hôm qua, gọi ngày hôm nay. Xong xóa à? Chị hình như chị bán đồ chứ, để hình này diện này, bán đồ gì rồi, phải không? Cho Thí Chu cho lại số điện thoại đúng không? Rồi không được đâu chị. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên cặp, thôi em để phân sẵn đi em, chứ like này cũng mệt lắm em. Phân sẵn, hồi phân sẵn lên lượt cũng dễ chứ cái này quằn quằn lắm. Gọi không nghe máy đâu chị. Cái này có đường cặp này, chị nào lấy cặp lên cặp. Tin nhắn đâu, chị này chỉ chốt xong đơn xong, chị xóa comment. Rồi nhá, tiếp lên luôn cho dễ mình. Cái gì đây? Thằng lại cho lên chân váy đi đã. Chân váy tàu. Bỏ cái này xuống cho lên cái chân váy tàu đi. Có mã công sở này đẹp về hàng. Còn nguyên ri để lên trước này. Không sợ. Không có đủ cặp. Áo nam 55, nữ 53. Giờ đâu có cái nào cặp đâu đúng không? Không có cặp đâu chị. Cái màu này của nam còn size nhỏ, size nào nữa không? Thôi hết rồi. Có size L không? Chữ trắng ấy. Chữ trắng có size L không? Chữ đen nè. Của nữ hết á. Của nữ hết á. Rồi em lên cho chị em mình mã quần công sở này nè. Đài size luôn. Đài chưa? Đài size cho chị em mình từ 40 đổ lên. Dưới 60 đổ về là chị em có size mã quần công sở nè. Nha, cho mã này mã công sở. Đài size. Nha, đài size nhé. Còn cái gì theo cái đó hồi chút đơn gì? Để ấy còn gì? Trong tùm lum khó chút lắm. Nếu lúc chút đơn mất thời gian. Chị nhặt hàng này like. Chút đơn nhặt like này like chút lâu lắm. Dạ không có. Thôi để chị em mình chiều em soạn. Rảnh nhà em soạn sẵn ra. Nha, soạn sẵn ra tối lên đạt cho nhanh. Chứ còn mà giờ lẽ vừa like vừa soạn hàng nó lâu quá. Rồi cho nguyên con này đi. Comment mã công sở đài size từ 40 độ lên 60 độ về. Là ok, đẹp lắm chị em mình. Mã mới nhá. Polo em còn đấy. Còn nhưng mà còn tùm lum mà. Nó còn tùm lum size 65 chị lấy phone nam chị ạ. Em đi luôn chị em mình con này 79k con quần công sở. 79k kèm luôn dùng số ký là ok nhé. 79k lên cho nguyên mã công sở 79 kèm số ký. Hàng này còn đài ri. Bản của nó là bản to này nè. Cảm giác chị em mình mang cái eo của mình nó rất là nhỏ. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã công sở 79 kèm luôn dùng số ký là ok nhé. Không chị ơi, giờ em không lên áo nam nữa. Không lên áo nam nữa. Tối em soạn ra em lai sao nhé. Giờ nó đang lộn xộn nam nữ nè. Còn ít cái nhà em tập trung vô á. Giờ nó khó soạn khó chốt. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên công sở size XL cho chị Văn Thanh. Văn Thanh size XL. Nha, lên mã công sở kèm số ký luôn dùng là ok. Ok chị Văn Thanh. Quần dài chị ơi, quần dài. 79k nha, chị nào lấy cái này lên cho em nè. Siêu rẻ, em nói em chạy quần công sở vậy mình. Giờ mà chị em mình mua những cái con này, cái dòng này mà chị em mình mua về cho bé. Mua mà dạng quần học sinh ấy bán trăm mấy nghìn cái rồi, 250.000 cái quần công sở rồi. Không mua này tiếc rồi. Cái này còn ít, em lên xe nó luôn này. Chân váy nha, chân váy toàn hàng tàu. Từ cái cọc này, cái quần đùi, cặp quần đùi này em bán tặng trước. Hình VV lên địa chỉ luôn đi nha. Còn hình VV lộn, hình VV
Huỳnh Vy Vy, chị ơi lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em. Còn mấy cái con quần đùi nè, mỗi màu đen thôi chị, em like mỗi màu đen, mỗi màu đen thôi nè, vải bao đã luôn á, nhìn em sale luôn chị, em mình cọc là 49.000 luôn. Vải con này là vải linen hàng Quảng Châu nha, linen hàng Quảng Châu size 52. Ô lô giờ em không lên nữa chị Ngọc Ngô nhá, được một màu thôi chị Lộc Ly Lợm nha, 49.000 size 52. Con này hàng tàu nè, cho nguyên mã quần gạch 49.000 và size 52 ký đổ về là chị em cho ok. Trong mã gạch 49, những cái này thứ con cái thôi, 52 đổ về vải linen nhá, xịn sò 49.000 con này. Chị nào lấy gạch 49 comment mã gạch 49 nha. Cái này là những cái mã hàng còn lẻ, đây là em sale thôi, 49 càng con, màu đỏ luôn, toàn bộ size 52 đổ về, toàn bộ 52 đổ về nha, trong mã đỏ luôn, vải linen nhá. Gạch cho An Nhiên 52 đổ về, màu này không phải là đỏ tươi, màu này gọi là hồng đậm ấy, màu hồng đậm. Cái này chị em mình mix với mấy cái áo trắng trắng ấy, đẹp. Trong màu hồng đậm size 52 đổ về chị em cho ok. Phải lên liền mà hàng Quảng Châu nha chị em mình ơi. Trong mã này mã hồng đậm 49k. Comment mã hồng đậm 49k luôn dùng là ok nhé. Hồng đậm. Ok, hết màu gạch rồi chị ơi, trong hồng đậm 49k luôn. Rồi lên mã mixy size 55. Đi với hết 49.000. Phải lên liền. Toàn hàng Quảng Châu thôi, cái này toàn hàng Quảng Châu, vải linen nha. Nè, chị nào lấy Mickey comment lên Mickey, công sở cho chị Lọc Lì Lợm rồi ok rồi nè. Nè, size 55 đổ về con này quá đẹp luôn, Mickey theo nhé, hàng Quảng Châu nhé, size M cho 55 đổ về, cái này em còn 2. Tự tin là không bắt gặp chỗ nào bán cái này đâu bố. Đó, nên là chị nào chưa săn được những cái mã này lên nhanh. Trong nguyên con này lên mã Mickey có 2 cá thôi, sót hàng đi 49k Mickey size 55 đổ về. Cái này chị em mình mix với cái máy áo màu trắng là đẹp. Còn hàng Quảng Châu không phải hàng xưởng đâu nhá, không phải hàng xưởng lên đâu chị em mình nhá, hàng này chị em mình đi mua đầu trăm đấy. Chị nào lấy nữa lên luôn dùng nguyên nhá, quần có hai cái màu hồng này đi đâu hết, đi đâu hết chị em mình ơi, đi đâu hết để mà lên tiếp nhá. Chiến chiến cho đắt thành rồi, lấy mã cúc hồng cho em 49.000 cúc hồng nha. Lên cho nguyên cúc hồng size M luôn, vải linen nhá. Ui, vải này nó đã, con hồng con này dần dần kaki, kaki găng nè. Này chị em mình nhìn con quần em đi 49.000. Mickey 49 cho Hồ Kim Quang, Hồ Kim Quang lên thì chạy nha. Chị em mình nhìn con này nè, toàn bộ cái này là theo nhá. Comment mã này là mã cúc hồng size 55 đổ về cho size M. Cái này dần kaki rồi, không phải linen, riêng con này kaki rồi, mà kaki găng ấy. Trong nguyên con này nhá, ba lộ nam, à quên lộ, bolo nam có đấy chị ơi, có đấy chị Phùng Thảo nè, size to đây nè, size 72 gọn lên 75 vẫn được đấy, trong hồng nhá, tùy size á chị Bích Xương ơi. Rồi trong nguyên hồng 49k luôn, hồng chị nào lấy hồng lên hồng 49k luôn nhận được nhá, hồng 49 chốt hồng 49. À dùng dùng có cái bao đen, có mấy cái cụm hôm qua rồi để rõ lên nắng cạnh đó, mấy cái rụng nó bỏ lên nắng tặng đi. Ok chị Hồ Kim Quang, hồng cho Lưu Bảo Lan 55 đổ về cho cái màu hồng là được. Mắt, mua đi con này em đi chị, em 75.000 size 52. Cái này cho chị Phùng Thảo, không 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 cái này. Cái này còn mấy cá bỏ lên tặng đi. Rồi nhá, lên kem luôn dùng nguyên. Bà ra dây em đang hết rồi chị Trần Hồng ơi. Kem size này 52 đổ về nha, cái này em sẽ tặng kem luôn chị em mình luôn. Chị nào lấy kem 52 đổ về, chị nào lấy kem lên kem. Không có chị Hương Kim ơi, giờ em có lẽ tẻ sai ra rồi, còn bao nhiêu giờ tối em soạn ra, em like sau nha. Trong mã này là mã kem, chốt kem luôn dùng nguyên nhá. Size 52 đổ về 75.000, cái này toàn hàng tàu, toàn hàng Quảng Châu. Kem nhá, tiêu còn cả trăm chị mà sao kém thế này. Phát Nam 80 em không? Ui Dung ơi, con này đẹp thế. Size 50. Vải nó đã lắm chị em mình ơi. Đen này size 50 chị em mình nhìn con hàng Quảng Châu nha.
75.000 đen. Chị nào lấy đen, ừ cho chị lấy, mà khách cũng chốt hơi nhiều đây. Kem cho chị Nguyễn Trang. Kem cho Nguyễn Trang. Okay, Nguyễn Trang có thông tin không? Rồi đen này em có 1 cái. Nhá, 4, mà quên lộn, 75.000. 75.000. Ừ cho chị Lương cái mã đó đi. Má bữa nay về không có chip có gì để mà bán thì. Ừ, không có chip có ngực chip trơn. Không có chị ơi. Kem 52 kg thôi chị ơi. Cái này em bỏ tặng kèm nhá. Cái này em bán tặng thôi. Em bán tặng nha. Cầm em mã tặng liệt đi. Chị nào đang có đơn chút nha, hiện tại chị nào cái này em còn tầm chục cái nè. Cái này em còn tầm chục cái nè. Cái này giờ chị em mình mua quần, mang quần sọt, mang chân váy rồi đó. Được 5 cái. Quần sọt, mang chân váy rồi là mang bỏ những cái này. Mít kèm đai này cho nó đẹp. Cái này lên luôn dưỡng mã này, mã tặng thôi. Tặng nhá. Lên mã tặng cho Nguyên. Được 5 cái, chốt cho khách chia sẻ. Được 5 cái này. Này kiểu ấy, nè. Cho em anh nhìn nè. Chốt mã tặng cho em nha, 5 cái, lên mã này là mã tặng thôi. Ưu tiên chốt cho khách đang có đơn và khách chia sẻ thôi. Còn chị nào không có, đừng chốt những cái mã này giùm em. Tính thiệt luôn mất công. Rồi nhá, lên mã tặng này luôn dùng Nguyên, không đồng. Lên mã tặng này không đồng luôn dùng Nguyên. Chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Chị Trâm Anh Lê không có logo người chia sẻ rồi nè. Từ đầu những cái này không có logo người chia sẻ bỏ qua hết nha. 5 cái, 5 cái tặng không đồng. Tặng liệt không đồng. Rồi tiếp luôn dụng nè. Chị nào hiện tại đang có đơn, không có đơn em không chốt nha. Trâm Anh Lê, Lưu Bảo La. Rồi cái này, cái này bao nhiêu đợt hàng? Trung Kiên Nguyễn. Bao nhiêu đợt hàng? Dương Thu và Đức Lê hàng. Đức Lan, ok. Đức hàng, nè, không chọn màu. Cái này em còn ít thôi, không chọn màu nhá. Còn được có hai màu này thôi, đợt này có hai màu này thôi. Quần này mang siêu sướng. Cái này thay luôn cho một cái quần, quần chip cũng được. Chị em mình nhìn cái lót của nó. Trong mã này mã quần váy cho em nhé. Quần mặc váy. Thay luôn chị em mình khỏi cần mang mang quần chip ở trong cũng được nè. 60 mấy ký cũng được chị em mình nói. 62, 65 mang được hết con nào luôn. Chắc Nguyên kéo giãn cho chị em mình xem. Hết không đồng rồi nha. Kéo giãn chắc cho chị em mình xem. Quần mặc váy nhá. Không chọn màu nha. Lấy mã quần mặc váy cho Nguyên kéo chị em mình. Mông to cỡ nào mang cũng được con nào hết. Em đi chị mình, con này 29.000 cái. 29.000 cái. Không chọn màu giùm em nhé. Lấy mã quần váy thôi nha, quần váy. Cái này để in được. 29.000 con. Cái này không, bữa nay không có chip có gì để mà lay luôn. Trái hàng luôn. Về nhiều, về lần máy tải chip không còn cái gì, không còn ngực không gì trơn. Thì cho chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này, mã quần váy. 29.000 con, phát luôn hai con chị mình. Em thiệt. Chị mình nhìn cái độ giãn của nó này. Siêu siêu giãn luôn. Ừ. Mông to cỡ nào cũng mang ok. Còn em mã nè, chị Kim Thu Nguyễn lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại. Trong mã này là mã quần váy 29.000. 29.000 con. Chị nào khách mới chịu khó lên thông tin cho em nhá. Phải có thông tin em mới chốt đơn được, không có thông tin là chịu luôn. Đi 29.000 con thôi, cái này chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký vừa hết. Nó giãn hết, cái này ba in đi. Ba in đi. Cái này chị em mình cứ lên đơn nha, kèm luôn dùng số lượng 29.000 con, siêu rẻ. Con này em thấy cực kỳ rẻ luôn nha. Nè, chị em mình nhìn cái bản cặp của nó. Nó giãn nè. Có hai màu thôi chứ mấy vậy. Có hai màu chứ mấy. Kim Thu Nguyễn lên địa chỉ số điện thoại nha. Chị bảo là có thông tin rồi. Có hai màu hết sự chịu lựa chọn rồi mà bình thường. Cái này về thì em cũng không chọn màu. Áo có cổ 55 kg có. Chị Nguyễn Thúy Phượng có. Có, màu Nguyên đang mang có luôn. Nha, chị nào lấy cái này. Quần này là quần mặc váy. Quần chip mặc váy. Đấy, chị nào lấy quần mặc váy, chút quần mặc váy luôn dùng Nguyên nhá. Nguyên đây luôn chị em mình. 29.000 cái thôi. Phát đi chị em mình mua 2 cái để dành. Mua 2 cái để dành mà mang. Em, có một cái cho Nguyên cái lóc áo nắng mà 3-4 cái màu hồng đậm ấy, của Venus ấy. Cho Nguyên sale đi, có 3-4 cái chứ mấy. Hàng đó là hàng công ty, nó gia công. Nhưng mà trễ hợp đồng là nó sale. Trễ hợp đồng họ không lấy á. Có mấy cái đó, bỏ bán tặng luôn. Rồi nha, em qua nha, chị nào chưa có quần váy, chốt quần váy. Ok em qua nha.
Cái này được máy cái em bán tặng size này 57 độ vì. Giá bán tặng nhá. Nè. Chị em mình ơi, cầm cái con váy này nó nặng trịch luôn, cả hàng ký luôn. Mà được cái là da cá tàu. Em còn mỗi màu này còn được 5 cái thôi. Da cá tàu nha. Hàng này là hàng 380.000 một con. Da cá tàu nó dài lắm. Được 5 con, bán tặng nốt nha. Nè chị em mình nhìn cái nhìn cặn luôn dùng nguyên nè. Nó xịn xò lắm. Có được 5 con thôi. Giá em bán tặng luôn nha. Hàng này hôm bữa em sale trăm mấy. Giá sale nhá, 5 con thôi. Em đi chợ mình con này nốt luôn 75.000 con luôn. 75.000 con nhá. Trong cái mã này là mã mã nắng, nó rẻ hơn con nắng ngắn nữa. Chợ mình cứ hình dung đi, rẻ hơn một con áo nắng ngắn mà trong khi em chạy chợ là da cá tàu. Da cá tàu ở ngoài nó không bị xù lông nha chợ mình nhá. 75.000 luôn. Sao này đến 55 kg là ok. Đến 55 kg là đẹp. Sale gọn luôn chị em mình 75.000, chưa bao giờ có giá này. Còn đúng 5 con và giá này là lên giá bán tặng như vậy mình ơi. 55 độ về. Lên mã nắng chung là được. Có đúng 5 con à, cái này hết hàng rồi. Còn đúng 5 con size này, 52 thôi. Con này tầm 52 độ về là lên đẹp. 52. Cái form này hơi nhỏ rồi. Coi 52 độ về nhá. 52 thôi chị. Cái này 52 độ về thôi. Em sale gọn chị em mình 75.000 này, chị em mình nhìn chắc này. Là da cá tàu nha. Da cá tàu nhá, 52 độ về đi. Em đi trẻ mình 75.000 con này luôn, sale luôn cho nó gọn nha. Có 5 cái qua mẫu luôn. Giờ hiện tại áo nắng em cũng không còn cái gì. Gần như là hết hàng luôn rồi đó. Xong con này 75.000 nhá. Chị nào lấy nắng 75, chút nắng 75 có 5 con thôi. 75.000. Giá này là giá xả lỗ. Còn được mấy cái em xả lỗ luôn. Ai chưa có mã nắng lên nắng luôn dùng nguyên nhá. 75.000 một em. Còn được 3 cái, xem like trẻ mình chịu khó tương tác luôn giùm em nha. Tương tác lên luôn dùng nguyên, chấm tương tác luôn dùng nguyên đi trẻ mình ơi. 52 kg mà vừa không? 52 kg đổ về là được. 52 kg đổ về cứ được nha. 52 kg đổ về là lên ok. Để số ký trước rồi chốt nha. À. Cho mình lê. Cứ 52 kg đổ về là được. Cái này em còn mấy cái em bán tặng luôn chị em mình nói. 39.000 luôn. 75 cho Trang Long. Cứ 52 đổ về là chị em mình lên đẹp á. Ủa chứ 58 kg mà hỏi 52 kg mang vừa không là sao? Cảm ơn Lê. Sao đấy? Tự nhiên hỏi 52 kg mang vừa không rồi chị 58 kg lận mà. Dông coi cái này còn mấy cái, bỏ lên bán tặng luôn. Coi bên cái hàng này này còn để tả. Tàu này em còn sót được ít. Em bán tặng luôn. Form này dễ đến 60 ok luôn. Nha, form này đến 60 ok luôn và giá bán tặng nhá, tàu nhá dễ mình ơi. Hàng này chuẩn tàu luôn ấy, xịn đẹp, mỗi mã có ít thôi. Em lên nhanh luôn cho dễ mình luôn nè. Mã này để sao? Mã này để sao? Mã này đẹp đi. Cho chị màu vàng. Cái này có mấy con? Còn sót được mấy con? Cả V cả tròn. Nhũ. Nhưng mà là có tông tàu nhận hàng con này về chắc mà khô sổm sổm ấy. Nhiều khi là tại vì sale cái này rẻ quá nè, em còn ít em sale rẻ. Thôi chị em mình nghĩ là tưởng hàng sổm. Đó, em bán tặng luôn chị em mình con này luôn. Giá này ưu tiên lên cho khách chia sẻ nha. 39.000 con luôn. Có được 3 con vàng thôi. 3 con màu vàng và giá bán tặng là 39.000 con. Chắc là chắc có tông tàu nhá, một cái gỗ V và hai cái gỗ tròn. Sale luôn gọn kho 39.000. Nha, chị nào lấy cái này lên trong nguyên mã 39k kèm màu. Áo quên lộ kèm kiểu. Có một cái cổ tròn, cái cổ V thôi, hai cái cổ tròn. Form này chị em lấy 60 mang đẹp, chắc nó rất là mềm. Giãn size đến 60 nha. Mềm giãn cái chị em mình nhìn gần như là giống như là rip luôn ấy. 39.000 nhé, có 3 con màu vàng. Nha, chị nào lấy vàng 39 chốt nhanh tay luôn dùng nguyên. Chuẩn này giá bán tặng vàng 39, hồng 39 luôn. Có cái cổ V thôi. Còn cái cổ V thôi. Còn lại tròn. Còn lại tròn. Rồi lên hồng. Phản đẹp lắm. Men. Cái này ít nhất trẻ mình mua 80.000 con. Đây là cái chốt không? Đây con cái chốt cho ai đó, ai lên trước một chút. Chốt cho Hiền Anh cổ V. Còn lại cổ tròn thôi. Còn lại toàn bộ là cổ tròn trong nguyên con này. Comment lên mã này. Vàng cho Trang Thiều Trương. Anh gì có? Có 3 con chứ mấy. Đó,
có ba con mà, ba con chút mấy chút nhiều lắm. Rồi lên mã vàng hồng luôn dùng em nhé, hết vàng chị em mình ơi, lên hồng cho em. Xe 39.000 ngay cái giá là giật mình luôn ấy. Hết vàng nha, cho nguyên hồng đi. Phải đẹp. Hết vàng cho hồng nhá, 39.000 con luôn. Lên hồng 39 thả cái like xuống. Hồng 39, chị nào lấy hồng 39 chút hồng 39. Form này chị em lấy 60 măng được luôn. Đó, nhưng mà cơ bản là hàng này hàng mềm, hàng giả, hàng Quảng Châu. Đấy, có tông tàu. Chị ơi, không chọn hồng V, hồng tròn không có hồng V đâu. Chỉ có mỗi hồng tròn thôi. Có mỗi hồng tròn thôi. Chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng em nhá. Chắc có tông tàu nha chị em mình ơi. Chứ không phải hàng hàng sổm sổm, hàng khô khô cứng cứng đâu. Em đi 39.000. Nhưng mà đúng, chắc rất là đẹp luôn ấy. Đấy, chị nào lấy cái này lên hồng, comment hồng 39 cao luôn dùng là được nhá. Giá này giá sale, không có cổ V đâu chị. Không có cổ V đâu. Cho nguyên mã hồng 39k chút lên luôn dùng là ok, được mấy con thôi. Giá này giá chuẩn, giá dọn kho. Rồi ba cái ly này em sale chị em 39.000 luôn, chắc có tông tàu. Ba cái ly này sale 39k con. Chắc em nói là chắc có tông tàu nha chị em mình ơi. Form này nhỏ hơn. Form này chị em tầm 55 độ về là chỗ ok. Comment mã ly 39.000. Chị em mình hay mua con này 55.000. Cho Hồng Huỳnh VV. Đúng không? Hay mua con này 55.000. Nó có giá rẻ hơn. Sale 39.000 luôn. Có được 3 con trong mã ly đỏ nhá. 3 con ly đỏ. Đi luôn chị em mình là 39.000 ly đỏ, được 3 thôi. Hồng luôn cho chị Văn Hoàng luôn này. Rồi nhá, cho nguyên hồng đi, chị nào lấy hồng comment hồng. Comment mã ly đỏ được 3 con, giá đi 39.000. Đây, ai lấy cái này lên nhanh tay. Size này 55 độ về thôi. Ly Thu Xương Đào. 55 độ về thôi, có 3 cái ly, chị Thu Xương Đào lấy đơn cho ta. Chưa. Còn hai tranh thủ ghé lấy đơn giùm em đi chị ơi. Có đơn tranh thủ ghé lấy cho em nha. Khách mới, khách cũ gì có đơn mà bảo ghé lấy thì tranh thủ ghé lấy luôn nha, em không để gom lưng lâu nhé. Rồi cho nguyên con này. 55 độ về luôn, mã C tặng 39. Phải nó đẹp lắm, nó mịn lắm. Cho nguyên mã này mã C hồng 39.000. Vải mịn đẹp nha. 39 càng con này. Không mua nữa, mua con gì chị em mình ơi. Đấy, chị nào lấy cái này áo đang mang hết rồi chị ơi. Hết mã hết rồi chị ơi. Cho nguyên cái mã này lên mã C. C hồng, C đen nha, có một cái màu hồng và hai cái màu đen. Đi 39.000 luôn. Ly đỏ cho Hồ Kim Quang. Trong mã này xe hồng gì trong kia Nguyễn. Rồi trong nguyên mã xe đen có 2. Xe đen có 2. Đi 39.000 con. Chúc nhanh tay cái mã này lên mã xe đen 39.000 nha. Chị nào lấy xe đen 39 comment lên luôn dùng là được. Phải nó đẹp lắm. Chứ không phải hàng khô khô sổm sổm như thế này. 55 đổ về thôi chị em mình nhé. 55 đổ về chị em cho ok. 3158 con này em sale chị em mình 49.000 luôn. Hàng 59, hàng 65 đây nè. Hàng này 59k, 65k đây nè. Lên mã này là mã hình vàng nha, chốt mã hình vàng. Không chị ơi. Không không nhá. Không chị Nguyễn Thư ơi. Trong mã này là mã hình vàng. 49k hình vàng có 1. Chị nào lấy hình vàng comment hình vàng. Chứ này kém người ta cho mượn cái điện thoại này chia sẻ em phát nữa nè. Chia sẻ em phát nữa nè. Xe cho chị Nguyễn Trang. View cứ bảy mấy view khó lên like lắm. Ồ cái này cưng. Vàng 49 nghìn xương thu. Vàng 49 nghìn xương thu. Đen C cho chị Phan Văn Anh lên thông tin trên like cho em nhá. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên like cho Nguyên với này. Sale hết 39.000 cái cọc này, tương tác cho em nha. Ôi buồn vãi. Thì xương thu vàng. Vàng 49 nghìn xương thu được. Rồi cho nguyên con này nhá. Comment mã hình hồng. Chắc của nó toàn bộ là chắc có tông tàu mịn hết. Tầng 39. Ui. Còn cái màu vàng này. Còn cái V vàng hồi nãy chị nào chưa có chút này. Áo gió em còn á chị Nguyên Thư ơi. Áo gió còn. Áo gió còn nhá. Tương tác kém xíu này em bán tặng. Bán tặng vài con nữa đi. Nha, cho nguyên con này V vàng còn cái này. Y Nguyên đang mang còn sót lại một cái này. Rồi nhá, lên luôn này. Áo nào đằng sau không có size XL đâu, chị thấy hạt gạo không có size. Không có size nhé. Hình hồng một cái.
giá kim tuyến không còn luôn, cho hình yên. Về vàng cho hình yên. Crop top em lên rồi. Dạ không á chị Lê Cần Thị ơi. Cho nguyên con này con cái à, lên cho nguyên mã hình hồng 39.000 cái, không phát nữa, phát cây gì. Về vàng em hết rồi. Trời ơi mấy cái con phong tàu này mà đi 39.000 thôi á. Ừ. Hôm nay chị em lấy 60, xanh chuối này có một. Xanh chuối có một 39.000. Áo đang mang hết rồi, về vàng hết. Xanh chuối này có một 39.000 con xanh chuối. Lên xanh chuối 39 cao luôn dùng ok. Xanh chuối 39 nhá, chị nào lấy xanh chuối lên mã hồng nhạt, form này toàn bộ form 60. Hồng, hồng 39. Comment hồng 39, đồng giá 39.000 một cái. Lên mã hồng 39 luôn dùng em, chữ hồng 39 cao. Xanh dày tiamo. Xanh dày tiamo, hồng 39.000. Toàn là có tông tàu nha, em nói có tông tàu chứ em không có là hàng không chạy hàng. Nhiều khi 39.000 chị em mình chỉ mua được hàng TC, hàng có tông pha. Đấy, hàng khô hàng cứng, 39.000 hết á, 39.000 hết. Hồng chị Bùi Thu Thủy, một áo gió xanh đạo xe 50, ok chị Nguyên Thư. Comment mã này là cam. Chữ hồng lấy cái này gì Phi Nguyễn đi. Comment mã chữ cam luôn nữa được. Comment mã chữ cam, toàn bộ form này form 60 nhá. Form này 60kg trẻ mình mang ok hết, 49k. Ôi lộn, sorry, 39 con thôi. Ui, ui, form 60. Đơn giản, dễ mang lắm, dễ mà rẻ quá. Hồng em hết rồi chị Thủy Hùng. Cho nguyên con này đi, comment mã cam. Chúc mã chữ cam 39 luôn. Siêu rẻ. Chữ cam 39k con. Đấy, chị nào lấy chữ cam, comment mã chữ cam. Xanh coban 39. Xanh coban 39, chị nào lấy coban lên coban luôn dùng được. Chị Phan Văn Anh lên địa chỉ luôn trên like cho em. Chị tranh thủ chốt thêm để nhà em chốt đơn luôn chị này. Comment mã này lên mã này là mã coban luôn dùng em nhé. Cam coban 39 càng con hết. Coban chị Phi Nguyễn. Coban chị Phi Nguyễn. Cam chị Lưu Bảo La 39.000. Rồi nha, ai lấy màu nào lên màu đó luôn dùng em. Coban đẹp mà. Thì 39.000 nhà ai bán chị em mình ơi. Không có nhà ai bán mà có tông tàu 39.000 hết á. Đấy chị nào lấy cô ban lên cô ban luôn dùng nguyên 39k con thôi. Siêu rẻ. Cô ban chị Thanh Tú. Cô ban chị Lưu Bảo Loan. Thanh Tú Lưu Bảo Loan. Cam cho chị Lê Trần Thị. Có chị ơi, cho chị Lê Trần Thị. Cà rốt tốt hồi nãy em lên rồi chị Lê Hằng ơi. Chị Thủy Hồ lên địa chỉ lên số điện thoại luôn cho like cho em với. Cô ban cho chị Nguyễn Thị Thu Ly. Nguyễn Thị Thu Ly hết cô ban. Hết cô ban rồi chị ơi. À cô ban đây. Cô ban này cho chị Thủy Hồ. Chị ơi chị Thủy Hồ lên địa chỉ trên like cho em đi, hết cô ban. Cam chị Trang My. Một cam chị Trang My. Cam Trang My còn cam nhé. Còn hai cái cam. Chị nào lấy cam lên cam. Rồi lên mã Ngọc cho Nguyên. Ngọc. Cô ban em hết rồi nha. Hết cô ban rồi. Trong mã Ngọc. Chắc có tông tàu phong 60. Có tông tàu nha chị em mình nghe rõ luôn. Dùng em có tông tàu chứ không phải là hàng TC đồ đâu. Cô ban em hết rồi. Hàng TC, hàng giả TC, hàng có tông pha người ta mới đi giá này thôi. Em đang chạy cho chị em mình là chuẩn có tông tàu luôn. Về mà vải không mềm không đẹp. Không biết vì làm sao mà con này bán 39.000 thiệt luôn. Cho nguyên cái này có 2, 3 con. Cho nguyên mã Ngọc. Ngọc có 3 con thôi. Có 3 em hết. Ngọc có 3 con. Ngọc cho chị Bùi Thu Thủy. Bùi Thu Thủy 39.000. Được 3 con Ngọc giá 39.000 con. 3X cho chị. Cái này 3X. Con này sẽ S nè. 3X cho nam nè. S cho nữ nè. Ngọc cho chị Minh Ngọc. Còn một cái Ngọc. Ngọc cho chị Sony Hà nữa là hết. Sony Hà nữa hết rồi cam. Em đi 39.000 thôi. 39.000 con nha. Siêu rẻ. Phát nhanh tay đi chị em mình. Rồi nha, cho Nguyên cái này. Hết ngọc rồi chị ơi. Rồi lên cam cho Nguyên nhé. 39.000. Cam 39.000 con, một cam đậm. Ok, chị Thủy Hồ có gì chưa ta? Có gì rồi đúng không? Rồi nha, được 2 cam. 2 cam. Comment mã dơ đang có 3. Chưa có xanh cô ba mà. Hết chốt hết rồi chị ơi. Hết chốt hết rồi. Comment mã này mã dơ em. Đẹp. Ừ, mấy con dơ nè. Mang với mấy con chân vải ơi, quần vải như Nguyên mai cũng đẹp. Nào thấy rồi đúng không? Thấy rồi. Đi ra hồi nãy rất chút rồi sao?
cái chi mà đủ chữ 7. Cam đặng cho Lưu Bảo Lan. Dơ cái nào? À, dơ đen đây. Dơ này 52. Bao nhiêu tiền? 39 rồi. 39 thì luôn có 3 cái dơ. Cái xương thô. Tay của con này là dơ dơ cái này nè. 52 đổ về. Dơ. Dơ đây, dơ đen đây. Có 3 con dơ đen thôi. Cái này là gì? Chi 101 đi. Không còn. Trang váy Nguyên Mai em lên rồi chị Bích Hằng á. Cam cho chị em đến 60. Con nào phôn nhỏ hơn em sẽ báo. Còn hai con dơ đen. Tay của nó tay dơ dơ này. 52 đổ về chị em lên đẹp. Cho Nguyên Mai dơ đen luôn được nhá. Dơ trần xung liễu một cái. Còn một cái nữa là hết. Còn cái nữa là hết. Có cái nào về tay. Con nào về tay. À, không phải giờ tay mà da cá tàu. Cái này da cá tàu. Con này em đi 45k đi. Siêu rẻ. Da cá tàu như con này thì giờ mang thì nó sẽ hơi bị nóng. Nó dài. Dòng da cá tàu nhé, nó dài nhé. Comment mã đỏ 45. Đỏ 45 con cá, chị nào lấy đỏ 45, chút đỏ 45. Hồng cá kiểu chữ nhé. Chữ nào cũng được nha dạng mình ơi. Trong mã chữ hồng được 4 cá. Cá kiểu chữ hồng. Đi luôn cho dạng mình là 39.000 chữ hồng. Cá kiểu chữ hồng nha. Ai lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn vừa được. Cá kiểu chữ nhé. Ừ, chị nào lấy chữ hồng. Mà toàn bộ nguyên chạy cho dạng mình là có tông tàu hết. Đây luôn trẻ mình là 39k hàng con. Trong mã chữ hồng luôn dùng là ok nhé. À Dung, à Dung ơi. Coi trong góc nó mà có cái hàng gì lẻ lẻ ở lớp trong á. Cho ra lên bớt nhé. Comment hồng luôn dùng được 4 cái hồng. Hồng cho Nguyễn. Được 4 cái hồng, tranh thủ đi cho nó gọn hàng lẻ luôn. Kịp lấy hàng lẻ sale hàng lẻ bớt. Trong nguyên mã hồng luôn dùng được nhé. Chị nào lấy hồng comment lên hồng luôn dùng là ok. Được 3 cái hồng nha. Đỏ 45 chút chưa? Đỏ 45 là cái dài á, da cá tàu đây nè. Đây nè, đây nè, sao? Da cá tàu đây nè. Cho chị Lê Thị Văn Hoài. Lê Thị Văn Hoài. 3X còn chi không ta? Nam 3X coi còn cái màu chi dùng chị cái gì ơi. Coi nam size 3X còn không? Áo nam, áo polo nam á. Chữ hồng cho chị Đặng Ngọc Thiết luôn. Hết chữ hồng. Đâu? Còn 2 chữ hồng nữa đây. Cái gì Lam Giang? Thế 3XL nữa chứ em. Đặng Ngọc Thiết Lam Giang hết hồng nha. Áo gió mà dài phủ mông hả? Gió gì dài phủ mông ta? Mà cặp luôn. Đây chị Hồng Nguyễn ơi. Xe 3 màu này nha chị Hồng ơi. Chị Hồng lấy cái này nha, chứ giờ không còn C3 không có hàng. C3 này chị Hồng nè, lấy đi. C3 nè, chị lấy nhá, có một cái thôi. C3 giờ hơi hiếm. C3 màu xanh, lấy chốt 101. Lấy chốt nhá 101. Giờ không có cái gió chị mẫu phủ mông hết trơn. Cảm ơn mã chữ đỏ. 3158. 45k nốt luôn. Hôm này chị em lấy 60. Cái này có 2 con thôi nè. 3158 nhé. Cái này em sale luôn chị em 45.000. Trong mã chữ đỏ 45. Được 2 nha. Được 2. Đúng rồi 101. Cái này được 2. Còn cái gì 3 nữa không? Xanh còn size 3 cho chị Minh Ngọc cái em. Còn từ từ. Cho chị Minh Ngọc cái. Ừ. Cho chị Nguyễn Thị Phương cái, còn một cái nữa là hết rồi. Còn một cái. Thế. Ừ thì lai like dần cho em lôi hết một lần hả? À. Ui răng đứng đây một. 45.000. Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Tú. Có áo lớp tú. Không. Trắng đen giờ không còn đâu. Chuẩn lẻ tẻ lắm chị ơi. Nguyễn Tú đỏ hết nha. Áo chống nắng em hết rồi, hết hàng nữa rồi. Nam à? Nam này. Ok. Nam cứ văn sẵn cái túi tôi like đi. Nam này. Còn nam này. Thì cho cái màu hồng để Tình Ngô mang thử ai lái chốt này. 3X nữ, 3X nam còn cái gì nữa không? Màu chi nữa không? 2X thôi. Tình Ngô 1X.
một x chứ, bữa nay ông xong XL em. Còn á chị Đặng Ngọc Thuyết ơi, nguyên cái áo màu bò phía sau lưng em 48kg ok, Phạm Thị Thùy vừa luôn, size S trúng luôn, size S gì Phạm Thị Thùy, y size S luôn. Đây nè, cái cặp nam nữ thì để chiều tối nha, tối tại vì là đang có nè, đang có mỗi màu này nhưng mà do khách đang chốt cái mã này chốt cặp nhiều á. Mã này có C3 đúng không? Màu hồng có C3 này. Đó, trừ cho anh Mẫu, anh Mai. Anh thế. Anh 64kg nè. Anh đang mang là mang C1X, 64kg. Có cả màu này mang gia đình đẹp nhưng mà giờ nữ đồ hết trơn rồi. Nha, còn màu này C3 nữa nè. Chị nào lấy cái này lên C3 luôn nhận được. C3 có. Màu hồng này gần đại size, đến C3XL cho màu hồng. Chị nào lấy màu hồng chứ màu hồng. Rồi em lên tiếp trẻ mình cái nào. Thì còn ít để tối nha, em phân sẵn rồi lên like cho nó dễ nha. Phân sẵn tối lên like cho nó dễ. Cái này còn hai con áo thái lửng nè. Hai con áo thái lửng, em đi trẻ mình 50.000 luôn. Thái xịn nha. Nam cứ dồn hết lại đi. C3X cho chị Nguyễn Thị Thu Ly. Nguyễn Thị Thu Ly khách mới hay cũ ta? Mới trong máy mã đâu mà lên địa chỉ. Lên này chị luôn trên like cho em đi chị Thu Ly ơi. Đó, cái này có size M đây. Cái này của nữ. Nữ hồi nãy lên rồi đấy. Mã bên kia này. Đi sát bên kia kìa. Size M. Thái lửng là cái nào? Thái lửng đây này, 50 cho chị Nguyễn Tú này. Rồi nhá, lên mã lửng hồng. 50.000 luôn, những cái con này dạ mình mua nè. 120.000. Thu Ly lên địa chỉ số điện thoại nha. Ừ. Xây mờ cho chị Đặng Ngọc Thuyết. Đặng Ngọc Thuyết 120.000. Ừ. Trong nguyên mã này mã lửng hồng. Lửng hồng, nam cái màu trắng hả? Lửng hồng. Trong mấy cái này em sale luôn trẻ mà nó 45.000. Còn lửng hồng. Thế. Ờ nữ 9, nữ 95. 2x đến 68kg thôi. Thôi đừng có làm ra tôi lộn xộn lắm. Cứ phân thôi. Lửng hồng cho chị Nguyễn Tấu luôn. Đừng có nói tôi lộn xộn hà, không có like được hà. Cái này Thu Ly lên thì ok. 52 đổ về nhá. 52 đổ về. 52 55 nha chị em ơi, nhìn chắc nè. Nhìn chắc nè. Form này em nói nè. Form lửng nhưng mà chắc của nó Boris em đi nhập là 58.000. 58.000 không nó deal nha. Em bán tặng chị em 45.000. Trong mã lửng và Boris đẹp nhất là 52, chị nào gọn 55 thôi, từng nới thôi nha. Toàn bộ theo. Mã hạ đi 45.000 con. Đi chị em mình đi đầu số lượng bao nhiêu cái cũng không có được giá 45.000 luôn. Trong mã lửng vàng. Dạng hơi lửng ấy, Boris nha. Còn vàng nè, còn cam nè. Còn vàng còn cam, chị nào lấy mã này 45k lên luôn dùng là ok. Siêu rẻ con này. Phát ngay con này nè chị em, còn vàng còn cam 45 nhé. Chị nào lấy chốt luôn dùng đi nhé. 45.000. Cái này cái gì Boris nè. Đúng vàng cho Minh Ngọc. Xanh đẹp đâu ra trời. Cho chị Đặng Ngọc Thiết lẫn vàng luôn. Em đi nhập 58.000, em nói đi không bán hàng nữa luôn á. ML vàng là gì ta? Chị thì Thủy Hồ ơi. Comment cái gì đó, lửng vàng còn không? Cho càng xin liệu. Hết của lửng vàng nha. Coi trên này còn cái áo Boris dặn lửng đó Nguyễn. Boris. Lửng là nhiều. Có màu cam để cho bà sở lên màu cam đi. Vàng đi nè. Hết vàng rồi. Hết vàng rồi. Có cả đen nè. Có cả đen nè chị em. Còn cả đen nữa nè. Càng xuống liễu có lửng vàng rồi nha. Rép cái tin của chị Hồ Huỳnh Văn Anh đó, chị đọc. Chị nhắn cái chiều nãy giờ chị cái alo mới kìa. Và không sai. Cho nguyên con này nha.
Comment mã đen luôn dùng nguyên nhá, đen hết vàng. Đen đây, đen đây. Đen các kiểu chữ nhá, nhưng mà kiểu của nó là chữ kiểu lận nha. Em đi 45.000 con. Bo rip mà có cổ nha, bo rồi nha, cho nguyên con này, comment lửng đen luôn dù nhá, 45.000 con mà hà bo rip nó không mua nữa, em thôi luôn đi nhập, em không biết là số lượng bao nhiêu để được ra được giá này, không có. 58.000 là em nhập bị nhiều ấy, em nhập hơi bị nhiều ấy. Bo rip nha, có cổ này mà đi 45.000, đẹp nhất là 52 đổ về. Chị nào lấy đen chút đen luôn dù ok nhá, đen 45, cam 45 và hồng 45, đen cam hồng 45k hết nha. Có những cái kiểu chữ khác nhau nhé chị em mình nhé, chữ thì nó sẽ khác nhau xíu nhưng mà form thì giống nhau. Trong ủa cái điện thoại hỏng chốt đơn mới đeo rồi. Rồi nha, cho nguyên cày màu đi, đây trang long luôn kìa, trang long. Rồi cho nguyên con này hồng và còn hồng còn cam, còn hồng và cam 45k chốt lên dùng nguyên, còn hồng và cam 45 siêu rẻ luôn, 45.000 một con. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Hồng và cam 45. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. 45k hồng, 45k cam. Siêu rẻ. Con này bỏ qua trong cái hàng quần mặc váy này. Còn hồng và cam 45.000 con. Chắc siêu đã nha. Giãn mạnh. 45.000. Ai lấy cái này nữa chút nhanh tay bo rip nha. Hồng và hồng cam. Hoàng Lý Nguyễn. Đen. Hồng cam đen. Cái này con cá nhưng mà nhỏ nhỏ xíu, tầm 50kg vậy em chốt được. Tầm 50. Lên mã gấu vàng. Gấu vàng với Nguyên nhá. Chốt gấu vàng luôn dùng Nguyên đi. Năm 45.000 gấu vàng. Chị nào lấy gấu vàng comment gấu vàng luôn dùng là được. Còn hai cái con bo rip kiểu này đi chị em 55.000. Cái này có hai cá nha. Đây chị em 55.000 bo rip nhá. Hồng cho chị Thủy Hồ. Cái này đẹp đẹp nhất là 55 đổ về. Hồng đây này, hồng trong cặp hồng. Cam cho chị Nguyễn Tha. Comment mã kiểu đen và kiểu nu còn được đúng hai con thôi. 55.000 bo rip kiểu. Cái này khác. Cái này 55k rip kiểu là được hai con. Rip kiểu nha, cho nguyên mã rip kiểu luôn dùng là ok. Ui cha cái này. Ủa. Cho nguyên cái này nha. Lên hồng cho chị Trần Xuân Liễu. Đi bào to đó, mấy tháng rồi? 6 tháng rồi. Nhanh gọn lại hay. Trong nguyên con này nè, size này chị em mình 57-58 đổ về. Hồng dưới rồi. Con này 57-58 đổ về, đen chị Thanh Tú nè. Đen chị Thanh Tú còn nu nè. Còn nu thôi, chị nào lấy nu lên nu cho nguyên nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Không, giờ em không lên áo này để nó lẻ lẻ thì em để cái like sau. Nhà em phăng ra để like sau. Để lên like sau nhé chị ơi. Rồi tiếp luôn cho nguyên con này. Ủa cái này chị em mình mua đi. Con này không mua bên xe máy gì. 95.000. Trời ơi. Con này lên form đẹp lắm. Cái này mang lửng lửng, áo lửng lửng mic lên. Bo rip 55k, còn màu này màu nu nhé chị Xuyên Đinh Hồng ơi. Quần ri 60 để cái nguyên để chị cái gì Bùi Thu Thủy, cái nào size L không? Mã nào? Quần đùi hả? Quần đùi nhé chị ơi. Quần đùi. Đùi hả chị Bùi Thu Thủy? Con này 57-58 đổ về, chị nào gọn lên 60 vẫn được. Quần của nó quần ngố ngố, con này đẹp lắm chị em mình mic với mấy cái áo form lửng lửng ấy nha. Em đem luôn chị em mình con này 95.000. Riêng đùi bóc với cái CL chị Bùi Thu Thủy. Cái này gì Đặng Ngọc Thiết vừa không? XL lặng ấy. XL lặng ấy chị Đặng Ngọc Thiết. Size to. Cái này còn cái size nhỏ nha, size 52 đổ về, còn cái bán tặng luôn. Hàng này em đang size 35.000. Chốt mã tặng 20 luôn, còn cái cuối cùng. Tặng 20 luôn. Brand bên lộ Braren nha, Braren 20.000 luôn. Chút mã 20 luôn dùng là được. Braren 20. Cái ngày đóng máy hả em? Của chị ha, của anh Tình. Nhớ mới thấy thu 3 tháng lại rồi ta.
cái liền. Lên 6 tháng rồi còn mới. Bữa nay nha chị chuyển khoản chứ. 20 cho xiên đinh hồng. Tên nộp quý cho tôi cũng nộp năm cái gì. Ring XL kìa. Hồi nãy chị Đặng Ngọc Thuyết có vừa không để em chốt cho khách nè. XL đi chốt rồi mà. Được được. Cái này giờ làm gì còn hàng. 39.000 bra hết sạch rồi nè. Bra có cái 39.000 bra dây 60 ok. Còn một con quần thổ. Bra 29 cho Lê Phượng. Đâu? Đấy. Bra 39.000. À 39. Con này size dễ mà đến 62 65. Cái này hồi nãy 20 mà. Quần thổ cái nào nãy 20. Con này quần thổ còn được đúng con. Lê Phượng nha. 39.000 quần thổ mà ống lại là ống sung nè. 65 kg được luôn. Đó chị nào lấy thổ. Và ra dây gì Trang Long. Trang Long. Quần thổ nhá, size này là size. Quần thổ size XL. Chốt hả thổ size XL. Ôi trời ơi. Cái này bạn nhím vừa không? Thổ 39 thôi à. Đấy. Ờ quần thổ 39. Quần thổ cho Ni Hoàng. 39k. Thổ hết rồi nha. Con rộng rộng như trắng xứ. Cháu đang qua tin nhắn rồi gọi Thanh Tú nha. Sao 18 độ về. Đây chưa xinh lắm. Da của nó cực mềm hai lớp. Cực mềm hai lớp. Chốt luôn dùng nguyên con này đi. Thanh Tú lấy địa chỉ xuống thoại đi nha. Sao 18 độ về nha. 18. Lấy mã quần da cho bé, hàng xịn nha, da cực kỳ mềm luôn, hàng Quảng Châu. Con này em đi luôn trẻ mình là 60.000 đi. Áo vàng cổ sơ mi. Cái gì ta? Không đọc được cái chị ơi. Không hiểu luôn. Trời con này phát ngay con này, khách không chốt cái này trừ luôn cho bạn giúp. Da xịn nha. Quần da xịn cho bé hai lớp. Nha, hai lớp. Đi luôn trẻ mình con này nãy đọc bao nhiêu tiền? 60.000. Lên mã quần da 60 là được, cái này hàng lẻ nhé. Wow. Wow. Size 60 nhung găng, cái này con cái size XL 57kg đổ về chốt cho nó thông thả. Đi 59.000 con này. Đây luôn địa chỉ Thanh Tú nha. Chị em mình ơi, cái này là nhung găng nha. Quần này là quần nhung găng. Size 57, hàng Quảng Châu. Cái chị em mình con này 59.000 luôn. Comment mã quần nhung găng 59k nhá. Ai lấy quần nhung găng. Cái này lấy nít cọc và ấy. Quần da bé 18kg kìa. 60. Đặng Ngọc Thuyết. Cái này còn cái 59k này. Xe 52. Chân váy xếp ly xe 52. Xe 50 chốt thông thả đi. Chốt 50 là thông thả nhất. Nha, chị nào lấy mã chân váy xếp ly con cả. Lên xếp ly. Nha, xếp ly 4. Ô lộn 59k, hàng này em chạy 79k này. Hàng này là hàng em chạy 79k này. Cái gì vậy? Bị lỗi không? Hàng này hàng chạy 79k, sale luôn trẻ mình là 59k. Hai cái váy này đẹp nhưng mà nó bị lỗi xíu vậy mình. Quần nhung răng là cái này này sao? Ừ. Nhung găng là 59k này. Nhung cái này nó bị lỗi xíu. Hai con này đang váy thái, váy thun thái đẹp nhưng mà nó bị lỗi xíu này nè. Hàng keo nó hơi bị bụi chỗ này nè. Hai cái nha, hơi bị bụi xíu thôi này, em về giặt là được. Em đi luôn trẻ mình 60.000 cái luôn. 60.000 cái váy thun thái luôn. Form này trẻ em lấy 60 ok. Hiền ghé nè. Hả? Không phải Nguyễn Hiền ghé. Nguyễn Hiền khác đi. Chị Nguyễn Hiền ơi, lên thông tin cho em đi. Lên thông tin đi nha, để chạy xuống hỏi. Lên thông tin cho em đi chị Nguyễn Hiền ơi. Comment mã váy thun thái 60.000 luôn mà nào cũng được. Cái này á, chị em mình đi mua hàng 130.000. Đúng chuẩn cái váy thun thái này. Nha, em đi luôn chị em mình con này, giá đi luôn chị em mình là 60.000. Cái này nó hơi bị dơ xíu này, chị em mình về giặt là ok. Nguyên cái váy thun thái. Cái chị Minh Ngọc hai cái luôn. Minh Ngọc hai cái. 60.000 luôn. Một combo rip kiểu.
45.000 đi cho nó xong. 52 độ về bo rip kiểu nha, bo rip kiểu nơ trong mã rip kiểu 45.000. Những cái này lẽ em đi luôn cho dễ mà luôn cho nó. Hai cái 60, một cái 60.000. Nguyễn Hiền bà già đổi hình đại diện, đổi hình đại diện liên tục là không biết ai đâu nha. Đi cho Nguyễn Hiền bà già, hồi nãy Nguyễn Hiền nó ghi bà già. Năm mươi nghìn V cho Nguyên nhé con cái. 50.000 V này, V Boris. 50.000 V Boris nhé chị em mà nói. Thì nào lấy V Boris chút lên luôn dùng Nguyên. Mấy con này là toàn thái xịn nè, phom lửng nè. 50k luôn đi. Lửng cam, phom này chị em 60 vẫn được. Nhưng mà phom này phom lửng nè, 60 vẫn mang ok. Cái này là thái xịn nha, chốt lên luôn dùng Nguyên con này đi. 50.000 lên mã thái cam 50 là được. Cái này 50.000 nhá. Thái cam 50 và thái đen 50 toàn phom lửng. Con thái cam là trẻ mình lấy 60 mang vẫn được. Cái này lên mã thái đen. 55 57 độ về, thun thái nha, thái xỉn ý. 50k, chị nào lấy chút nhanh tay. Xe quá là rẻ, còn là mấy cái áo kiểu hết. Chị đen. Cam cho Phương Nguyễn. Phương Nguyễn tóc ngắn. Mì Hà Bin. Riêng giấy á, riêng giấy mình nghe hết rồi chị. Dưới này còn riêng giấy không em? Dồn dưới này còn riêng giấy bên kia. Riêng mình đi 89.000. Riêng bữa mình sao 89.000. Con này 50-52 độ về. Mì Tàu nha, mì Hà Bin. Mì Hà Bin cho nguyên con này đi. Comment mã này là 49k luôn. Còn hơi để cái này cho chị, để cái này lên cho chị, để chị lên. 49k con này. Mày xịn cái này mang chị em mình mang không rút, không nhăn nhá, không sổ lông. Không sổ lông. Được chưa? Trong nguyên con này 49k, mì Tàu. Thế. Mì dày xương thu 59k. Xương thu. 59k theo. Rồi phải. Ok, xương thu có rồi nha. Tiền giấy chắc không còn á chị ơi nè. 59k. Cái này tàu khô theo. Size này chị em mình lấy 60 bông trang được nha. Lên mã theo vàng cho Nguyên nhé. 59k theo vàng có 1 cái. Theo vàng có 1 cái, chị nào lấy theo vàng lên theo vàng. 59k. Chữ cam 49k. Ai quên lộn, chữ hồng 49k. Cái này form to. Form này phủ mông giấu quần luôn nha. Comment mã chữ hồng form này đến 60. Ok nhá, phủ mông giáo quần cho cái mã chữ hồng. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Hàng 59 cho chị là Nguyễn Tú. Hồng 49. Phom to phủ mông giáo quần. Quần chỗ nó lắm quần mà Nguyên không biết rút cái gì để mang like luôn. Nè, giải dưới cùng này toàn quần hết nè. Theo vàng em hết. Trong nguyên mã này là mã chữ hồng. Comment mã chữ hồng chữ đen 49 cao luôn. Cái này tàu xịn luôn mà được cái là phom to phủ mông và giáo quần luôn. Đó chị em mình mít quần ngố ngố là được. Hình như trong này còn quần năng mông, bữa giờ không like luôn nè. Đúng không? Dưới cùng này còn quần năng mông không like luôn. Lắp hàng mít, lắp ăn mít ở dưới cùng đó. Rồi nha, trong nguyên mã chữ kề màu, lòng vô nó cùng kiểu đó. Hình ra. Lên mã hình cam. Chốt cho Nguyên hình cam dùng Nguyên. Của bé. Hình cam nha, form 60-62. Phải nó đã lắm chị em mà 49k con nào luôn. Hàng này hàng em sale 59k. Hình cam chút nhanh tay với con cá thôi. Phom to phủ mông giấu quần. Hình cam cho Nguyên là được. Bo rip 52 độ về. 55k luôn. Theo vàng nhé, 55k. Chị nào lấy theo vàng comment theo vàng luôn. Ok. Cọc này đang cho anh Tú. Bo rip xe 40 luôn. Hàng em xe 69k bo rip dài tay. Xe 40. Hình cam em hình cam cho Hồ Kim Quang. Chị nào lấy mã này là mã dài tay 60.000. Dài tay 60 nha, hình cam hết. Dài tay 40. Hàng này em đang xe 69.000 á.
Cái này 55 độ về chắc của nó là chắc Boris nhé. Con này cưng, cưng lắm, 50.000 luôn. Con này thun thái xịn, trong mã gáo vàng, size 55 độ về, cái form lẫn lẫn ấy. Nha, 50k gáo luôn, chị nào lấy gáo ở dưới cùng nè em này. Đài sai em dùng chị đài sai không? Dài tay, tay này như này. 40. 40 cho Trang Long. Trong mã gấu nhé, comment lên gấu cho Nguyên nè. Gấu Nguyên đi luôn chị em mình là 50.000. Gấu 50 nhé. Đây bé nè. Bé 35.000. Bé size 10. Sắc nách à. Bé size 12 30.000 luôn đi. Bé này size 10-12 nha, đừng bộ sắc nách cho bé nè. 30.000. LXL, HXL. Ok, để cho lên sale cái quần ngố năng mông để chị em biết với quần áo phông bự. Ố, hồi nãy chị nào hỏi giấy tàu nè. Giấy tàu còn cái này sale 20. Giấy tàu còn một cái sale 20 nè. Cái này phông to phụ mông. Cũng phụ mông. Hai mươi nghìn luôn, chị nào đang có đơn chốt cho Nguyên nè. 20 nhé, chị nào lấy 20 comment lên 20. Bé 20 cho Nguyễn Hiền. Đi bé rồi. Bé nào? Đây bé đây, bé 30 nè. Bé 30 cho Nguyễn Hiền. Bạn chậm ghế thì lên 2 3 mã rồi khách mới thấy khách comment. Cho cái quần năng mông, từ xe máy, em cho xe máy. Từ 50 độ lên. 50 độ lên. 50 độ lên, 57 độ về là ok. Giấy tờ em hết, bạn chậm quá, lên 2 3 mã mới khách. Ôi, dài em ơi. Đồng chí ơi, là quần dài em ơi. Quần ngố năng mông a sáp. Đây là có một cái dài thôi đúng không? Áo dài hết rồi nha. Gấu vàng cho chị Hảo Nguyễn. Đây, lên con này để chị em mình mix với. Nói chung là nguyên xài cái này không biết bao nhiêu đợt hàng. Có xe 3 không em? Xe 2 thì nếu như mà 60 không? Thế chốt 57, 58 thôi. Quần này khách nhà em mua nhiều, mua nhiều lắm luôn. Bao nhiêu đợt hàng? Dạ. Về bao nhiêu đợt hàng? Size L đến size 2X. Từ 50 độ lên 57, 58 độ về là ok. L đến 2XL nhé. Không chị ơi, cái này từ L đến 2XL nha, trong nguyên con này. Xe luôn chị, mình 55.000 đi. Còn ít. Chưa bao giờ mà cái này em nói thật sự, chưa bao giờ cái này mà xuống giá hết á. Đây nè, quần này rất đẹp này. Ok, cảm ơn chị Hào Nguyễn nha. Cái này chị mình mua mang với áo phông rộng ấy. Áo phông rộng phủ mông, mít thành sát ngố, đẹp lắm. Giãn nè, dài giãn. Mì chốt mã 55 kèm số ký luôn dùng nguyên. Chị ơi, kèm số ký cho em. Lên số ký nha. Lên số ký cho em, cái này hàng có sai. Nói chung là từ 40 mấy ký cũng được. Rồi chốt ái nhất là 50 ký độ lên, 57 độ về, 57, 58 độ về là ok. Đây chị em mình con này 55 nghìn. Chưa bao giờ xuống giá này nha. Nguyên nói thiệt sự luôn, còn ít. Còn ít em đây này, toàn khách nhà Nguyên mua mấy cái không. Riêng cái quần này toàn khách mua mấy cái. Trong Nguyên mã này mã ngố kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Quần 56 ký. Có xa đi em. Ngố kèm số ký luôn dùng là được. Từ 50 độ lên, 57 độ về là ok. 55k. Lấy xe 1 ít chị Đặng Ngọc Thiết. Một ít dây đàn Ngọc Thiết, lên mã ngố kèm số ký luôn dùng nguyên. Không biết mang size gì cứ lên số ký. 55.000 một em luôn. Ừ, chị nào lấy ngố. Size một ít dây thủy hồ. Một ít dây thủy hồ. Size L chị Đắc Thành. Size L chị Đắc Thành. Rồi ai chưa có mã này lên chung mã ngố kèm luôn dùng số ký là ok. Ngố kèm số ký, chốt lên luôn chị em mình là bao nhiêu tiền em? Không không để không để chuyển cho khỏe. Chưa. Rồi nha, ai lấy cái này nữa lên luôn dùng mạng ngố kèm luôn số ký nhá. Chị Thủy Hồ có rồi đúng không? Chị Thủy Hồ có rồi, cái bao nó lại chị đem. Bao đi lẻ à? Dở giùm chị coi nè. Đắc Thành có rồi nha. Đưa ra chị, xe bớt. Cái xe 2 chị Ngọc Diệp. Ngọc Diệp. Cho chị Nguyên bao nó luôn. Cho chị Nguyên bao nó luôn. Chị thằng bé nữa kìa. Ngọc
Wow. Quần không là quần á. Bao này bao bằng xả chứ. Nè. U sang 2, size 60 62. Ủa con này to. Đài size chị Sói Hiền Lành lấy chung. Áo quên lộn. Tự nhiên kêu đài size. Đài size đó chị Sói Hiền Lành. Váy áo quên lộn. Áo khoác gió em còn đài size. Ủa thế cuối năm đi sinh à? Comment mã này size đấy 60. Hai cái gió vàng phê mờ gì Sói Hiền Lành ok. Cái này có 1 cái size 2X size 960 62. Ui hồi nãy đi con này 95.000 nè. Comment mã riêng ngố 95. Con này lên phong cực đẹp. Cái này chị em mình mang với áo lửng lửng lên. Con này mang áo phong lửng đẹp lắm nè. Trong con này 95.000 size 2XL. Hạ size này hơi bị hiếm nhá. Chốt đến 60 đi cho nó thông thả. Con này chốt đến 60 cho nó thông thả. Quần riêng hãng 100 mấy 169k của Nguyên đây nè. Riêng hãng size 52-55. Còn một cái em đi chẻ mình con này 125 luôn. Tuy nhiên bích hàng. Bích hàng tây mờ riêng hãng nha. Hãy chẻ mình nhìn hàng luôn dùng. 100 mấy mới đọc xong mấy. 129.000 luôn đi. Size 52 chị nào gọn lên 55. Trong mã riêng hãng dùng nguyên cho tây mờ nhá. Mua những con này nè chẻ mình. Hàng đợt đầu tiên là sang giá 169.000. 169.000, cái này em đi chạy 129.000. Xây mờ, trong mã riêng hãng xây mờ luôn dùng là được. Cái bao này là đủ thứ các thể loại. Lớn có, bé có. Rồi cho nguyên cái này xây 18-20. Cho bé 70.000, hàng công ty. Chúc mã bé, công ty cho nguyên nhé. Bé công ty, sale luôn chị em mình lạ. Mấy giờ rồi? 50 mấy giờ thấy ít thế. Sao mà ít vậy? Ít thế. Sao mà ít? Ôi bộ gió này em. Bộ gió xây mờ. Đi hãng CL với Đặng Ngọc Thiết. À có CL, CM. CM à, CM nhé. Váy Thái, CM á chị Đặng Ngọc Thiết ơi. Lên mã dơi đen dùng nguyên giá 75.000. Váy Thun Thái form này chị em đến 60-62. Bào bí cái này bông trang water luôn. Comment mã váy Thun Thái luôn dùng nguyên giá 75.000. Váy, váy Xuân dơi váy Xuân Thái 75.000 một cái. Chị nào lấy váy Xuân Thái form sung 60-62 vô tư này. Chị nào lấy váy Xuân Thái comment váy Xuân Thái. Còn cái áo sơ mi này nữa hả? Sao gì đây? Con cái cuối cùng tặng, bán tặng nó đi. Size 39. Cái này tầm 60kg. Áo sơ mi hãng sót lại đúng cái trong hàng lẻ. Hàng này 600 mấy. À quên lộn 360 mấy nghìn đi. 368.000. Không gọn thì được cái chị Đặng Ngọc Thiết vì hàng nó cũng có độ giãn. Gọn thì mang được, còn mình mà ví dụ như 53kg mà mình to bụng to ngực thì thôi. À quên lộn, to ngực to mông thì thôi. Con này size 60. Lên mã áo nam, hàng Manta 300 mấy, 368.000 một con. Xịn sò nhá. Con này bán tặng luôn chị em 35.000. Còn cái cuối cùng tặng 35. VX rồi thân ngưng chị em mình này. Con này tặng 35. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 35 cho em là ok. 35k nhé. Trong mã 35 đi. Chị nào lấy 35 lên 35. Cái bàn lẻ này để tối sale đi. Rồi em ngưng đi chị em mình nhé. Ngưng này. Ngưng đi chứ VX quá mà không thấy tương tác. Còn set vest nè. Set vest tối lên line. Mình ao ra vô lại. Còn 60 view đó nhưng mà không thấy chị em mình tương tác. Để biết mà lên. Mùa nhà nguyên là nhiều hả? Đại chưa sale được bớt. Sale hòa mà cũng hay, không hết hàng lẻ. Đài mấy cái kệ này. Được trống mới khúc trên chứ mấy. Lẻ 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 còn nhiều lắm. Mới trống được con xíu xíu. Bộ bé size 18 á chị Sunny Hà. Bé size 18. Con cái gì rồi kìa? Bỏ vô đi đơn được rồi. Hai like là đi đơn được rồi. Có nhiều ít chị hai like là đi đơn được rồi.
Rồi nhá, ngưng like chị em mình, nói với ba chị em mình luôn nha.